phước. Later. Oh, no.
Anh đẻ heo. Tôi nào đây mà có đứa nào không bay ơ? Bay ơ? Dạ có. Được rồi. Ai đây? Dạ lần đầu gặp gỡ, tôi xin phép gửi tới ông một lời chào thành kính nhất ạ. Cái thùng điếu để đâu không? Tao bỏ đầu mày à. Bình. Trời ơi, ai mà tiện cái vô nhà người ta cái hỏi chuyện thùng điếu ăn nói tầm bậy tầm ba vậy chứ? Tại vì con làm đám nhiều quá cho nên con nhầm. Bữa nay là gia đình mình làm đám cưới mà đúng không anh hả? Mày kêu tao bằng anh luôn hả? Đám cưới đúng không ông hả? Xin giới thiệu với ông, con là trưởng ban văn nghệ, ngày mai là phục vụ đám cưới ở gia đình mình đó không? Là cái người mà gia đình tôi liên hệ là ngày mai phục vụ đám cưới đó đúng không? Dạ đúng. Trời đất ơi, tôi trông chờ quá trời quá đất rồi bây giờ mới xuất hiện. Rồi nói nghe nè, đưa tới đây làm được cái gì làm cho tôi coi, tại nghe nói đặc sắc đồ dữ lắm, nghe không? Dạ đúng rồi ông, nhưng mà trước khi làm là con cũng xin giới thiệu đôi điều. Ông cứ ngồi đi. Tự nhiên nha. Dạ. Con cũng xin phép giới thiệu với ông luôn. Con là du học ở bên nước ngoài về cái mảng nghệ thuật. Ông biết là bên nước gọi là nước Australia không? Là người ta có là cái nhà hát con sò. Đó. Con là ở bên đó là con học bên nhà hát con nghêu. Có nhà hát con nghêu luôn. Dạ. Nhà hát là bạn bè con hay kêu là nhà hát là con nghêu hấp xã. Ngoài cái nhà hát này nó còn có là nhà hát là ốc len xào dừa, nhà hát ốc mỡ với tỏi. Nhiều nhà hát lắm không? Em mấy nhà hát đó bộ dạy đi nhậu hả? Đâu, cái đó là nhà hát đàng hoàng dạy những môn nghệ thuật. Thấy không? Nghệ thuật đường phố mà không? Dạ bây giờ là con tới đây làm bây giờ là giới thiệu tên chứ không hả? Bây giờ con là đúng rồi, chú em mày. Con học ở nước ngoài cho nên là cái tên của con nó cũng nước ngoài luôn ông ơi. Cái tên nó phải nửa tay nửa ta, giống như là Mr. Đàm. Hiểu không? Là Mr. là tay, Đàm là ta. Giống như là Johnny Trí Nguyễn. Johnny là tay, Trí Nguyễn là ta. Con tên Nam. Rồi tay chỗ nào? Toilet Nam. Trời đất ơi, cái tên gì mà nghe bốc mùi dữ vậy chú em? Tên đó là khán giả nhớ đó không? Tôi tên khán giả nhớ mà tôi sợ ngày mai đám cưới giới thiệu cái tên cái thiên hạ bịt mũi không à. Thì đó đám tiệc là khán giả nhớ mình liền. Trời đất ơi, thôi làm ơn đổi giùm cái tên khác giùm tôi cái ông ơi. Dạ. Nhưng mà ông giới thiệu rồi nhưng mà vô cái vấn đề chính rồi làm tiệc đồ nó làm sao? Bây giờ mình vô chuyên môn luôn không ha? Bây giờ làm thử không coi được rồi mai làm luôn nhau nha. Ví dụ là ngày mai đây là sân khấu. Đúng rồi. Đúng không? Con bước lên sân khấu. Nhìn xuống là quan viên hay họ dưới con phát biểu. Dạ. Và lời nói đầu tiên, Toilet Nam xin gửi đến tất cả các vị quan viên hay họ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người của chúng ta một trái tim, nhưng chỉ với một nửa yêu thương, và nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm một nửa yêu thương còn lại. Ngày hôm nay, chú rể đã tìm được một nửa yêu thương của mình, đó chính là cô dâu. Không để quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng hướng mắt về cổng chính để đón chào sự xuất hiện của cô dâu và chú rể. Hey! Ông kiếm gì vậy ông? Kiếm cô dâu. Cô dâu đâu kiếm? Không biết mà chỉ mặt mà kêu kiếm cô dâu chú rể. Không, bữa này là mình tập thử thôi, tưởng tượng thôi. Tập thử á?
mai mới có thiệt. Ê ngon nghe mày giới thiệu mà tao bị cuốn theo hay à. Dạ. Được. Ê mà nói nghe chú mày giới thiệu, chú mày học nước ngoài. Đám cưới cái kiểu này giới thiệu kiểu này tụi ở trong xóm làm đầy có đâu khác. Dạ mình phải khác biệt người ta mình mới nhận được nhiều show hơn chứ ông. Thiệt ngày mai là con sẽ chuẩn bị những phần quà đó rất là hấp dẫn. Xong rồi cái tới đây hai con sẽ đặt câu đố. Khán giả nào mà trả lời được mình sẽ phát quà cho khán giả nó. Ờ được ạ. Vụ này giống như là mình đố vui đâu này nọ đó phải không? Đúng rồi. Được. Bây giờ là con đố ông thử một câu đơn giản thôi. Bây giờ câu này là câu này ít vui thôi nha. Câu này là đố ông nè, bây giờ là con ngựa đen người ta kêu là ngựa ô. Con mèo đen kêu là con mèo mun. Con chó đen người ta kêu là con chó mực. Vậy thì con heo đen người ta kêu là con heo gì? Con heo đen là con heo khét. Sai. Không phải con heo khét chứ con heo gì thì mày nướng cái nó khét rồi nó mới đen chứ. Sai. Ông chịu thua đi. Tao thua đó, mày trả lời cho đàng hoàng ạ. Dạ, con heo đen người ta kêu là con heo chuồng với con heo bít. Heo. Hay mày. Được à, thằng này hay à. Hay không? Bây giờ đố cái này hay hơn. Hay à. Đúng không? Con heo màu đỏ người ta kêu là heo gì? Đánh đố rồi. Heo đỏ người ta gọi là heo heo rô với heo cơ. Sai. Người ta kêu là heo quai. Đây, mời ông hãy hướng mắt về phía cổng nhà để đón chào sự xuất hiện của nhà Kung Fu David Sabuche Măng Cục. Đó, trước mặt ông đây là một nhà Kung Fu. Với nhiều năm tu luyện, anh ta đã luyện được thành thạo một tiết mục Kung Fu hết sức là gây cấn. Để một cái chai trên cây và làm cho cái cây con chai không bao giờ rớt xuống. Đó, đó. Này, chào khán giả, chào khán giả đi. Trời đất ơi. Đang diễn cái việc kia tưởng mày nói này. Hay không cuối mà. Cùng cũng lừa đảo rồi mày đưa đây tao làm cho. Dạ không ông ơi, cái tiết mục này tiết mục gấp vui văn nghệ nó đầu thôi chứ con đâu có chưa có diễn. Chưa diễn. Con là con chính của con là công phu. Dạ. Bây giờ ông con biểu diễn công phu cho ông coi nha. Ngày diễn cho đàng hoàng mấy ông, tôi thấy bắt đầu mấy ông tào lao rồi đó nghe. Thì hôm nay việc chương trình mà thì mình có làm đi nào được giữ được bỏ. Trời ông khó quá thiệt á. Nãy giờ bỏ tiền mướn người ta không nói gì nói đâu. Coi biểu diễn công phu nha. Bắt đầu. Khí tụ đan điền. Trời ơi! Bà nữ cha mày, sao mày không kêu tao ngừng lại? Bấm bấm chết tao hết vậy? Mày đang dẫn khí cho mày dừng được. Mày phải biết điểm dừng chứ, mày biết kêu tao dừng lại chứ. Mày làm lại đi. Phối hợp chứ mày không có vui xíu nào hết trơn á. Lại đi. Bà nói cha. Là làm chưa? Chưa, làm rồi không mà tại bị nội bộ lủng củng xíu không? Làm lợi cái nha ông nha. Đừng. Làm gì vậy? Mày điên hả? Khác lại nha, mày tránh đi ngoài sao? Khi nó đang vô mày làm nó tuột ra hết trơn à. Ai luôn mày vậy? Má mày kêu. Chưa đủ khí mà. Lại đi. Mày nhảy sang tới sản luôn quá. Ủa là mình bị cái gì nữa mình... Xin lỗi ông, tụi con làm lợi. Ông ấy ra đứng gần nhìn cho rõ. Mời ông. Cái bộ môn này ngộ quá, chưa hiểu mà sao phải quánh dữ vậy nè. Đứng gần nhìn rõ hơn. Rồi. Lấy khí lại cho ông coi mày. Không, bỏ qua phần đó đi. Làm luôn. Vô luôn. Đây. Tiết mục biểu diễn bắt đầu. Trước mặt ông đây là một cây que. Đó, nhà Kung Fu sẽ làm gì đây? Nhà Kung Fu sẽ làm gì đây với cây que này? À, ta sẽ dùng cây que này để nhét cây que này vô trong cái lỗ gàn của mình. Ông phải coi đây. Nhét cái lỗ gàn của mày đó. Sao vậy? Mày nghĩ sao vậy? Cái cây như vậy mà cái lỗ gàn tao làm sao mày cứ nhét vô? Anh biết mày vút vút vậy đó, tôi khởi động. Tao ngứa con mắt, tao ngứa cái lỗ gàn. Mày nói ngứa đi, tụi mày vút cái đâu chứ? Đang mệt mà gặp mày không mà. Dạ, làm lại ông ơi. Nũng lũng củng nữa không? Dạ làm lại cái nhau nha. Cứ làm dạ, đây tiết mục nhà Kung Fu sẽ làm lại. Đó, anh ta đang cầm một chiếc que, tôi sẽ làm gì chiếc que này đây, ông hãy tập trung coi. À, anh ta sẽ dùng chiếc que này để nhét vô cái cuốn họng của mình. Mày vừa phải thôi nghe nha mày. Mày nghe cuốn họng nào chịu nổi cây này. Mày tập trung chơi xong ra đi, giỡn diễn kiểu gì vậy? Thấy mày vút vút thì tưởng cho nó... Tao ngứa cổ họng tao vút không được hả? Mày đánh mày gãi đi. Mình làm chứ. Xin lỗi ông. Làm lại đi. Lại, đây. Không nói nữa, bây giờ làm liền, nhìn ghê gớm liền ông, coi hấp dẫn là chuẩn bị. Đây, dẫn khí. Ai.
Cầm cái đũa mày làm hê gãy mày à cái đũa mà tụi bay làm lẹ quá, tao già tao coi đâu có kịp bay. Không kịp hả? Bay làm chậm thôi. Vô lấy cây đũa mới, ông cho con mượn cây đũa mới làm đi. Ôi chi mà đi kiếm cây đó chi cho cực, cho mượn cây này nè. Cây này là gãy cái đền đúng không? Không không đền sao dám diễn. Tiền đâu con đi vô bệnh viện băng cái giò con gãy giò nè. Chỉ là đền cái giò mày hả? Tao khỏ đầu tụi bay kia. Trời đất ơi, tưởng sao tụi bay nói tụi bay không nước ngoài đồ này nọ, vô tụi bay làm chuyện âm binh không vậy? Ví dụ như mà ngày hôm nay không có vô mà thử về rồi ngày mai tụi bay vô rồi tan nát cái đám cưới người ta còn gì. Lại đi ông, lại đi. Lại nữa? Giờ lại lần cuối là chấp nhận liền. Tại vì tiết mục này diễn nhiều nơi rồi chứ không phải là một nơi nữa, không hiểu không? Quá tam ba bận nghe. Làm cho đàng hoàng nghe, tôi thấy là cái mồi là tôi thấy là không được rồi đó. Không ông, để con duyệt cho ông coi thế nào được. Bây giờ là tụi con sẽ là sự kết hợp giữa hai người là tụi con sẽ song ca. Dạ. Một bài hát mà hai đứa con tự sáng tác luôn. Sáng tác. Đúng, một ca khúc được mang tên Tiếng hát bên đồn địch. Không biết đồn địch là gì, là đồn giặc á. Rồi chuẩn bị. Lấy hồi. 2, 3. Ê. Ê, tụi bay dừng lại đi, cái gì vậy? Dạ, sao không, tụi con đang tụi bay nói tụi bay hát mà tụi bay đứng kia tụi bay làm trò vậy? Tụi con hát bài gì? Tiếng hát bên đồn địch. Trời, bên đồn địch hát lớn tiếng, nó ba nó bắn bể đít làm sao, không được. Trời đất ơi, tụi bay tàu ra, tụi bay âm binh, tụi bay làm ơn đi khỏi nhà tao dùm cái. Trời đất ơi, cái gì vậy? Vô nhà tụi tao rồi mày làm cái trò tầm bậy tầm bạ vậy con? Cái đó là chưa có khán giả nên diễn nó chưa có lửa, hiểu không? Chưa khán giả đúng không? Khi nào có khán giả đi diễn là mắc cười lắm luôn. Không phải, bây giờ chưa khán giả không mới vậy. Chứ mà biết có khán giả sao không con? Sao? Nè, ta lấy cây ta đánh thấy mọi người tụi bay. Ê! Ngày mai tụi con qua, ngày mai tụi con qua. See you again. See you cái gì nữa mà see you? Trời đất ơi, cái gì mà tàn âm binh hồn dịch lộn không vậy nè? Rồi ngày mai đám cưới rồi tan nát rồi còn gì nữa? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Gặp toàn thứ gì đâu không? Rồi quay qua quẩn lại đám cưới tới nơi, tập tành đám cưới. Tập tành đám cưới rồi nhà không thấy đứa nào hết. Đứa nào trong nhà không bay không? Dạ. Mày làm gì vậy? Dạ thưa nội, tụi con tập tiết một bưng quả. Tụi bay bưng quả hả? Quả tiên nữ thấy đào hả? Dạ. Tụi bay múa ăn hồ chắc chắn chắc tao làm tay dương mẫu lắm. Tụi bay sao cái gì đó mà nhìn có kìa gớm ghiếc diêm vúa quá thể. Dạ. Rồi tụi bay đây rồi cái tập tành rồi tụi cô dâu chú rể đâu kêu ra đây. Dạ. Dạ. Cô dâu chú rể. Thôi, cái gì vậy con? Cam quýt tụi bay làm gì, tụi bay ăn mặc gì vậy? Dạ con biết là con đang nằm ngủ, nó lâu ra con kêu con làm chứ không biết dạ gì đâu. Dạ thì nội nói với cục vàng là hôm nay mình sẽ tập cô dâu chú rể. Đúng rồi con. Mà thằng em trai chú rể của con nó đi công chuyện rồi. Cho nên con mới kêu chú làm chú rể, con làm cô dâu. Đóng dạ. Tập thôi mà. Trời đó cơ, cô dâu cái mặt nó kìa còn chú rể. Con ăn mặc cái gì vậy chú rể? Dạ ăn mặc đúng truyền thống áo dài khăn đóng mà cha. Mày nói mày ăn mặc đúng áo dài truyền thống. Dạ. Rồi cái quần tao đâu? Dạ quần đây cha. Trời đất ơi. Mày đang mặc tôi kìa. Đang ngủ nó lâu đầu dậy ra làm chứ biết gì. Trời đâu cha. Trời đất ơi sao vậy tụi con? Ngày mai đám cưới hôm nay mình tập tành vậy rồi. Rồi bây giờ thằng Chanh đâu? Dạ thưa cha. Dạ từ hồi sáng sớm tình mờ. Khi mà con bừng tỉnh dậy là con đặt hôn hè thấy em Chanh đâu. Con nghĩ là em Chanh. Ơ mày cất cái đài phát thanh của mày được không?
trời đất ơi, coi kìa đàn bà con gái mà cái giọng nó chát chúa, ăn mặc thì chối chang coi coi được không? Cha ơi, trời xanh mẹ đẻ ra tiếng con sao thì con nói vậy, cái sao cha chửi con? Dạ thưa cha, từ sáng sớm tinh mơ, khi mà con bừng tỉnh dậy thì con không thấy em Chân, cho nên em Chân em thì kia Chân về. Hả? Hả? Em Chân về hả tiếp? Trời ơi, chính giác qua coi. Trời ơi, chết rồi. Nội ơi, ngày mai đám cưới em Chanh, mà hôm nay em Chanh cõng một cô gái trẻ đẹp về nhà. Trời ơi, nhà sắp cháy rồi, thôi để con vô con đốt nhà. Cha ở đâu? Ở đâu kệ mày hả, tao có cái nhà mà cứ hù đốt hoài. Ở đâu kệ mày hả, tao có cái nhà mà hù hoài. Để con nó vô coi. Rồi. Nè, bút nào ăn đi. Cao quá, tôi nhìn thấy á. Trời ơi, buông ra. Làm cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Ôi, trời ơi, buông ra. Ôi, tránh ra. Ở đâu mà vô ôm từ lưa hết trơn trời à? Điếm nhục gia môn. Làm con nướng chết luôn. Nội ơi. Trời ơi. Trời ơi, nội thấy không? Trời ơi, chồng con vậy làm sao? Nên chuyện đâu còn có đó. Mày cứ rần rồi thí mẹ tao nghe tao cười. Chanh. Dạ. Chuyện này là sao hả con? Dạ thưa nội. Con là anh nó, để con giải quyết cái vụ này. Ừ, giải quyết nó đi con. Chanh. Dạ. Ngày mai là đám cưới của em rồi. Ừ. Đúng rồi. Hôm nay em cõng một cô gái lạ về cái nhà này. Ừ. Lỡ may con bưởi nó biết được, nó cạo đầu khô em thì sao? Ừ. Ôi mắc mới gì bữa cạo đầu em. Cái cô này em đâu có liên quan gì tới nhau đâu. Không liên quan mà mày cõng lên người. Ủa không biết được. Em cõng cô vô đây. Cô vô đây đâu có kiếm em đâu. Cô kiếm anh với chú đó. Đi chơi bên ngoài là sao, để một gái tới tận nhà để kiếm là sao? Hả? Điếm nhục gia môn mà. Trời ơi, nội coi đó. Đi tìm ông kia. Trời ơi. Dạ thưa nội, có thể trong cái chuyện này có hiểu lầm gì đó, để cục vàng giải quyết ạ. Giải quyết đi cho nội. Vợ, bình tĩnh vợ. Cô gái kia, cô nói là cô tìm tôi. Xin lỗi cô, cả đời tôi chỉ biết một người phụ nữ, đó là vợ của tôi. Và hôm nay cô đường đột bước vào cái nhà này. Cô bảo rằng cô kiếm tôi, để cô biết tôi là ai không? Em chào anh. Anh chào em. Biết tôi luôn nè. Dễ sợ quá. Đâu không biết người ta mà người ta biết tên của mày là sao hả? Anh chào anh Cam. Ờ chào. Chú ơi, chú ơi. Chú. Chú. Nên tôi biết chồng con là sao nè. Nè hai đứa. Dạ. Chuyện này là sao? Còn thưa cô, đó giờ gia đình tôi chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ. Dạ. Ngày mai gia đình tôi có đám cưới, mà ngày hôm nay cô bước vô làm xáo trộn vậy. Cô phải nói cho rõ ràng cho tôi biết cô là ai. Dạ, cả nhà không cần phải rần rần như vậy. Để em giới thiệu nè. Em xin trân trọng giới thiệu. Em tên là Thủy, chủ vựa trái cây ở thành phố, chuyên bán tất cả các loại trái cây, đặc biệt là bưởi. Bữa tươi xanh nhớ không anh Quốc? Chú ơi, nhớ không? Bữa nó chẳng biết luôn. Cô là chủ vựa trái cây bán bưởi là làm sao nữa? À, dạ thưa cha. À, hồi nãy cô ta đeo mắt kính cho nên con không có tiện nhìn ra. Bây giờ cô ta cởi mắt kính ra rồi con mới nhìn ra được. À, cô này là chủ vựa trái cây ở trên thành phố. Dạ, tụi con bỏ mối cho cô ta xong rồi cái quen biết là mối lớn ở trên thành phố mình. Cho nên hôm nay mời cô ta về đây ăn đám cưới của thằng Chanh luôn, thưa cha. Là mối lái nhà mình. Dạ. Dạ. Ủa, đâu phải tức... Nghe rõ chưa? Dạ. Mối lái. Dạ. Mình cái gì cũng phải từ từ chứ. Chuyện trong nhà mình bày hải thiên hạ, ta cười thối mặt thối đầu à. Nghe rõ chưa? Dạ. Dạ thưa cô, tại một phần lỗi cũng do cô. Vô nhà mà cô không giới thiệu, làm cho nên là gia đình tôi xáo trộn vậy, không biết gì hết. Cho nên là có cái phần cư xử không phải.
xin phép cô bỏ thứ cho. Thôi cô đã đến đây ở lại ngày mai mới đám cưới, cho nên là coi mấy đứa nhỏ dọn cái phòng của cha đó cho cô ở, nghe không? Hả? Cha? Cha ơi, ở chung với cha luôn hả cha? Nói cái cô nghe, cô cười trong mặt cái kìa. Cái phòng kế bên phòng cha, cái phòng khách đó. Dạ. Yeah. Hai đứa bay, bây giờ theo cha đi ra ngoài chợ đó, mấy cái mâm trái cây rồi quả rồi hình thù này đó mình dặn người ta rồi, rượu đồ đây nó nữa. Yeah. Mà mình ra mình coi, mình kiểm tra coi chứ bắt không phải vừa ý vừa lòng không? Dạ. Yeah. Nghe không? Dạ. Yeah. Bơm đi giùm tôi cái, đi với tôi cái. Dạ. Yeah. Rồi cô ở cái nhà chơi vui, nghe không? Dạ. Yeah. Mấy đứa nhỏ nó có gì cô bỏ thứ giùm cho, bạn hàng với nhau lâu năm vậy. Dạ. Yeah. Yeah. Đứa bay ở nhà coi tiếp cô đàng hoàng hay chưa? Vậy là yeah, phòng kế bên cha ha. À. Dạ. Yeah. Vậy đó. Quên cái chữ kế. Ừ. Cô ơi, lách qua một bên để tôi dặn dò chồng tôi đôi điều. Tập cho mặt cũng chết luôn vậy đó. Chồng ơi, em đi chợ nha. Chồng ăn trái cây gì? Bưởi đi. Bưởi? Không có bưởi, ăn quýt được không? Tạm đi cũng được. Tại sao là tạm? Ăn suốt đời. Nãy lỡ lời xin lỗi em nha. Em giặt qua cho chị gặp chồng chị chút được không? Cảm ơn em. Chú giặt qua cho con gặp chồng con chút được không chú? Mày giặt qua đây gặp vợ mày kìa. Dạ thưa mình. À em đi mua trái cây đó. Mình muốn ăn cái gì em mua về cho mình ăn. Cây nhà lá vườn mà. Dạ. Có gì hưởng đó. Dạ. Thèm bưởi chắc chắn cũng không bao giờ có. Không có bưởi. Biết mà. Ăn chắc... cái gì? Chắc chắn là chanh thôi. Không có chanh, chùm ruột được không? Cam chịu cái gì? Suốt đời. Dạ, em xin lỗi mình nha. Hồi nãy em mén chút nữa, em đốt nhà đó. Đâu giờ cho ở đâu? Đâu kệ mày á, tao có cái nhà hù đốt hoài. Đâu kệ mẹ, tao có nhà hù đốt. Mày con chạy tao à? Cô, cái gì sao tự nhiên cô nói dối, cô gạt ông nội tôi, cô đâu phải là chủ vựa trái cây trên thành phố đâu. Mày biết cái gì? Biết cái gì? Cái bà chủ vựa trái cây bà già lắm, cô là kém ăn à. Chủ vựa trái cây? Không đi... phải mà, cái bà đó bà già, con thấy mà, con dạ, đi con thấy. Gì? Đi giao trái cây hoài mà. Không phải mà. Mày không có biết đâu, lúc giao trái cây thì có mày. Ờ. Nhưng mà lúc tao với chú ăn trái cây thì không có mày, nha. Nói chung là tạm thời vậy đi, mày hiểu vậy được rồi. Cô cười cái gì? Hôm nay cô tự nhiên cô tới đây để làm cái gì vậy? Anh gì ơi, lại đây tôi nói cho nghe nè. Tôi hả? Ừ. Đứng yên đó. Thiệt ra tôi không phải bán trái cây gì đâu, mà tôi bán bia ôm. Hả? Hai anh đây là khách hàng thân thiết của tôi. Ôi, mày im đứng đó. Nè nè nè, cô đừng có ngậm máu phun người nha. Thân thiết hồi nào thân thiết? Trời ơi, năm đi có mười mấy lần mà thân thiết cái gì? Trời ơi, người ta đi một hai lần là khách VIP rồi. Chú hay quá. Thôi, bây giờ tôi hỏi nè. Ừ. Cô thừa biết là gia đình của tôi là một gia đình gia giáo ở cái vùng này. Hôm nay tự nhiên cô xuất hiện, lỡ may vợ tôi biết tôi đã từng đi uống bia ôm của cô thì còn thể thống gì cho cái gia đình của tôi nữa. Với lần lần nữa, tụi tôi là ăn bánh cho tiền đàng hoàng, có thiếu nợ đâu, tiền cô xuống đây là có gì? Đúng. Thì tôi có mục đích của tôi. Tôi xuống đây tôi tống tiền được không? Tống tiền gì? Tống tiền. Ừ. Cô điên hả? Cô bị điên hả? Đúng rồi, bây giờ nè, bây giờ tôi thích tống tiền đó. Nghe nói là gia đình này gia giáo lắm phải không? Biết đâu mà tôi nói cho bà con lối xóm nghe, rồi vợ nghe, rồi ông nội nghe thì không biết làm sao ta. Nè tôi cấm cô nghe, nếu như vậy coi như là gần như là cô bôi trò trét trấu cả cái gia đình tôi ở cái vùng này nha. Đúng rồi, đó là mục đích của tôi đó. Nè, xin lỗi cô nghe, cô nói là cô tống tiền vì cái chuyện mà tụi tôi đi vô quán bia ôm của cô. Có gì bằng chứng không? Có gì bằng chứng? Đúng rồi, bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Thì bằng chứng trong đây nè. Cái gì vậy? Ôi. Hả? Đụng vô một cái là nó bắt. Dứt liếc. Nó bắt mò. Dứt liếc. Hả? Xóa, xóa, xóa liền. Để coi cái đá, coi cái đá. Đi, thôi của tôi. Để coi hình cái đá. Ha? Có cái gì không? Tự nhiên đi uống bia ôm, cô chụp hình lại làm cái gì? Xóa đi chú ơi. Thì coi,
Ủa, ai chụp hình xì tin đúng không chú? Ờ, tao đó. Chú đang ăn cái gì mà ngon quá vậy? Dì hấu đó. Sorry. Bật bên cái bên. Đây. Con. Ơi, xong rồi chả. Đi coi lại cho chú. Sorry. Thủ tiêu đi. Điện thoại của tôi. Sorry chú. Điện thoại tôi. Sorry gì chú? Xong rồi. Hết chứng cứ rồi. Trả điện thoại cho người ta. Điện thoại đưa lại ta luôn đi. Tao nuốt luôn rồi. Hả? Cái điện thoại mà nuốt luôn. Chú Út. Sao? Đã nuốt được điện thoại, vậy con có một ý nguyện. Nói. Nuốt con mẹ này giùm con luôn không? Con nuốt đi. Nuốt chưa? Bây giờ chuyện đã xong rồi. Không có bằng chứng gì hết trơn á. Tiễn khách. À, hết bằng chứng rồi. Mời cô ra khỏi nhà của tôi. Ở đây vợ tôi về Huyền Phước. Mời. Tôi không đi á, làm gì tôi? Bây giờ không đi không? Đi lâu đi ra khỏi nhà. Đi đi. Phá không à. Bạn chính làm sao chạy trong máy vi tính ở nhà rồi anh ơi. Chết rồi chú ơi, chú no chưa? Sao vậy? Nuốt nổi cái máy tính không? Tao nuốt mày bây giờ đó. Nuốt đi vô. Bạn chính trong nhà kia. Con nhỏ này nó ghê gớm thiệt. Con chúa. Con mời má vô. Bây giờ má nói má tống tiền. Giờ má nói thẳng luôn đi. Bao nhiêu? 50 triệu. 50 triệu? Cái gì? 50 triệu? Con bị điên hả? Định ăn cướp người ta hay sao vậy? Hả? Nè, dám dọa tôi hả? Nè, tôi nói cho biết nha. Bây giờ mà không có đưa tiền cho tôi đi, tôi nói cho cả làng xóm biết. Nè, bà con biết hết, vợ ông biết hết, ông nội biết hết. Thôi nha cô, 53 triệu tôi còn tính. 50 triệu tiền đâu tính. Thôi được rồi. Cô để tôi họp chút xíu. Giờ sao chú? Mày đám cưới con đó. Shh, biết rồi. Bây giờ vậy nè, mọi chuyện ngày mai đám cưới thằng Chanh rồi. Ừ, dạ. Đổ bể ra cái là chết đi. Đúng rồi. Bởi vậy bây giờ cố gắng làm sao kéo thời gian cho nó qua ngày mai rồi kiếm tiền đưa cho nó đi cho rồi. Bây giờ chú qua chú nói chuyện được không? Được. Vậy chú qua chú ráng kéo giùm qua hết 2-3 tháng vậy nó quên luôn cái vụ này. Chị quản lại đi chú. Chị quản lại. Được rồi. Càng kéo càng tốt. Để chú lo. Dạ. Chú qua đi. À, nè cô Thủy à. À, thật ra thì 50 triệu không phải là số lớn, nhưng không phải là số nhỏ. Cô phải cho tụi tôi có thời gian để mà còn kiếm tiền xây sở đưa cho cô nữa. Ừ. À, hôm nay là 18 à. 18 đây. 19 20 21 22 23 24. Chạy ra chú. Được rồi. Cô cho tụi tôi đúng 24 tiếng đồng hồ nữa tụi tôi đưa được không? Được. 24 tiếng đồng hồ đúng không? Cái gì vậy? 24 tiếng là ngày mai hả? Ngày đám cưới đó. Đang nói kéo ra mà kéo qua tháng sau. Kéo nhiều càng tới chừng nào chừng tốt lấy. 24 tiếng là ngày mai rồi. Tiền ở đâu mà đưa? Chú rối quá. Chứ mà cũng qua cũng đòi nói chuyện à. Mày qua nói đi, qua nói đi. Dạ, con qua nói con giết con mẹ luôn chứ nói cái gì. Ừ được rồi. Thôi để em thôi chứ. Ôi, cô ơi, gia đình tôi bối rối lắm. Bây giờ tôi tính vậy. Cô né ngày mai ra đi. Cô né cái ngày mai ra thôi. Bây giờ cô muốn ngày nào, giờ nào cũng được. Cô nói đi, cô muốn giờ nào. Đúng. Chiều nay. Cái gì? À, chiều nay. Chiều nay. Đúng, chiều nay. Chị ngủ rồi. Tiền ở đâu mà chiều nay? Cô điên hả cô? À, tôi đâu cần biết đâu. Bây giờ nội trong chiều nay phải chuẩn bị tiền cho tôi. Còn nếu không thì biết rồi đó. Chết rồi chú. Sao đám cưới con vợ con mà biết ơi. Được con vợ con biết được là nó cạo đầu khô con, nó đốt cái nhà đi. Mày làm của mình vợ mày để cạo mày vậy đó. Trời ơi em mệt quá mấy anh, đừng có họp nữa, bây giờ em muốn nghỉ ngơi. Anh ơi. Sao nè? Tao giết mày bây giờ đó. 50 triệu đó. Chị quên không liệu. Đi cô vô trong con nghỉ đi, tụi tôi sẽ kiếm cách tôi đưa tiền cho cô. Đi đi. Nghỉ hả? Nghỉ đâu vậy anh? Em muốn nghỉ đâu nghỉ, muốn vô đâu vô. Phòng anh được không? Tôi làm gì có phòng. Vậy đi vô đâu nè chị? Đi vô chỗ đó xong rồi nhìn cái tay trái nó có cái phòng á, vô đó ở đi. Nhớ chuẩn bị tiền nghe. À, chị cái trái có cái phòng. Ừ, toilet đó. Mẹ đi, nó xứng đáng là ở chỗ đó đó. Ôi chú với anh tính sao đi, ngày mai đám cưới rồi đó, giờ làm sao? Không có cái đám cưới nào hết. Trời, nhanh vậy? Không có cái đám cưới đâu hết. Trời, tôi quậy, tôi phá này nè. Chú, con mời chú qua đây. Con mời chú ngồi. Mình bước lên đây với em. Em hỏi mình nè, cái con đó là con nào? Cái con đó là con Barbie ôm đúng không? Hả? Ai nói gì kỳ vậy?
Đúng nãy, không? Tầng nãy vợ thừa biết là đứng đây nghe là cô ấy là chủ vợ trái cây. Mình đừng có chối, bây giờ mình nói đúng không đi. Đúng không, em tha thứ cho mình, em bỏ qua cho mình, em không bao giờ đốt nhà, còn không là em đốt nhà. Đúng là nó bán bị ồm đúng không? Nó bán bị ồm, nhận đi em bỏ qua, còn không nhận em sẽ đốt nhà. Nói đi, nhận đi, nó bán bị ồm đúng không? Đúng không? Gật vợ đầu hứa đi, đúng không? Em hứa, gật đầu. Nếu chồng nhận là vợ không đốt nhà. Đúng, gật đầu em bỏ qua. Gật đầu em không đốt nhà, gật đầu đi đúng không? Đúng không? Ừ. Đúng. Em đốt nhà cho trời ơi. Ê, mày đi hả? Mày hứa mà không đốt nhà đâu mày. Trời ơi, không đốt nhà mà. Để nó tôi tính. Con mời chú ngồi. Cái gì? Chú ngồi xuống đi. Chú à. Sao? Chồng con đã xác nhận rồi. Bây giờ con chỉ cần một lời của chú xác nhận thôi. Có phải con đỏ là con bán biến ồm đúng không? Bây, chú nói đi. Chú nói một tiếng đi, con không mét thiếm. Còn chú không ừ là con mét thiếm đó. Mình đi, là con đó là con bán bị ồm đúng không? Nín, mình nín đúng không? Chú ừ đi con không mét thiếm. Không mét, con mét thiếm. Ừ không đi, mét nha. Ừ, không mét, ừ đi. Ừ. Thiếm ơi đúng rồi. Trời ơi. Ai? Con nhỏ này mày tạo phản mày. Con còn bị dụ nữa. Thiếm ơi. Ngồi xuống. Không biết gì đâu. Ngồi xuống. Ra đây. Đứng đây cho tôi. Đứng đây cho tôi. Quá lớn rồi nha. Cái con đó, nó không phải là vừa trái cây. Mà sao mình biết? Đừng có nói là tôi không biết hay chứ. Trời ơi, tôi đâu có ngu đâu. Tôi ra ngoài chợ, cũng nghe đâu nói là con đó là con bán đĩa. Có người biết nó là bán đĩa, đúng không? Ai nói bậy bạ vậy? Bà Tám Ăn Cá. Bà Tám Ăn Cá biết hả? Bà Tám Ăn Cá nói là cái con đó chắc chắn là con đĩa. Nó lương gạt mọi người. Nó không bán trái cây, nó bán đĩa. Mà sao bà Tám Ăn Cá biết? Bởi vì ngày xưa, bà Tám Ăn Cá, bà là má mình. Thì làm sao tôi biết được? Xin lỗi. Bây giờ tình hình bây giờ nó rối quá. Bây giờ hai người qua bên với nói chuyện với nó đi. Tôi họp chút xíu. Họp được quá đi cho ta họp đi. Cho người ta hỏi ý đi. Thôi không được. Thôi chú à. Đừng đốt nhà nữa, bình tĩnh đi. Bây giờ con thấy không cần phải họp gì nữa hết. Sao? Ngồi xuống cho bình tĩnh mà đi. Con sẽ ngồi xuống đi. Đề nghị luôn. Con nói thẳng với chú. Bây giờ chắc con phải khai thiệt với vợ con. Mày điên hả? Chứ không thì nó đốt nhà đó chú. Mày còn trẻ. Dạ. Tương lai còn dài. Rồi sao? Chuyện này để chú gánh cho. Chú gánh hả? Ừ. Nhưng mà thím sẽ giết chú chết đó. Đời người ai không một lần chết hả con? Lẹ đi. Dạ. Chuyện gì? Thưa vợ. Mình nói đi. Nghe đi. Thưa thím. Cái gì? Hai người sẽ nghe một chuyện động trời. Chú. Chồng tôi. Bình tĩnh thím, bình tĩnh. Chồng tôi. Con mời chú. Bình tĩnh nha chú. Ừ. Gánh đi. Chú ơi. Sao? Chuyện gì? Thưa mình. Sở dĩ ngày hôm nay mà cô Thủy lên trên đây, tất cả mọi chuyện này là sao? Đều là do. Do ai? Chú. Em giết chú chết đó. Để chú gánh. Tất cả mọi sự việc này đều là do. Do ai? Bình tĩnh. Do thằng Chanh hết. Ê, đừng nói vậy nha. Em không biết. Em không biết. Chanh nghe nói nè. Đây như vậy làm sao? Nghe bình tĩnh. Nghe anh nói nè, ráng đi. Ráng ừ thôi. Bây giờ anh bỏ ra cái em ừ cái. Cho ngày mai đám cưới em sẽ xong chuyện rồi. Là tính sau nha. Nha. Ok em. Nha, bây giờ anh bỏ ra em ừ cái nha. Bỏ ra. Bây giờ mọi người nè, nghe nói nó thú tội nè. Đó. Đó. Thằng này điếm nhục gia môn hư quá chứ. Nó hư. Vậy mới nói nè. Anh đội ơn em. Anh đội ơn. Rồi vậy nha. Cái gì đâu? Lâu cho mày hết cả mọi chuyện. Chết mẹ. Nó xỉu. Ê, cái đó của ông nội tôi chồng đó, đừng có phá, đi chỗ khác chơi đi. Rớt. Ê, cái đó của thím tôi chồng đó, đừng có phá. Buông ra coi. Lớn nghịch. Chị làm gì tôi? Nè, không phải ai ở đây cũng sợ cô đâu nha. Chú tôi với anh tôi sợ cô thôi, chứ tôi không có gì phải sợ cô đâu nha. Ngày mai đám cưới tôi đó, ai mà phá đám cưới tôi cái gì vậy? Tôi chặt bên đây nha. Trời
chặt ở đó, nhưng mà cái cục đất nó văng qua đây bây giờ hả, chấn thương sọ chân của tôi rồi. Cái gì mà lố đây mà văng qua đó? Đau quá ơi. Đau? Đây nè. Có thấy cái gì đâu? Đó, nó đau lên tới đây rồi nè. Bị cái gì ở dưới đây không có, sao trên đây có được? Không, tự nhiên nói cục đá văng vô bị gì hoại tử tùm lum, có bị gì đâu chưa. À, bưởi. Dạ. Bưởi ơi, ngày mai mình đám cưới rồi đúng không bưởi? Dạ đúng rồi. Mình đám cưới là mình tin nhau, mình phải đám cưới đúng không? Dạ đúng rồi. Em tin anh đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi, vậy được rồi, anh yên tâm rồi. Cô là ai vậy? Mới nói tin anh mà. Dạ em tin anh mà. Tin mới cưới nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Tin anh, đừng hỏi cô là ai. Đừng thèm hỏi. Vậy khách vô nhà mà không hỏi, đừng, anh kỳ vậy. Đừng có hỏi. Cô là ai mà vô nhà tôi vậy? À, em là dì của anh vậy anh Chanh. Làm gì vậy? Anh tập múa, để ngày mai anh múa Thái Lan trong đám cưới. Làm cái gì vậy, có khách đi mà anh làm gì? Đừng có hỏi. Chào cô là ai vậy? À, tôi là... Anh Chanh! Ui! Cái gì vậy? Mày dao á? Mày dao gì mà nó? Đây nó nóng dễ mày á. Dục xuống. Anh bị điên hả? Anh đứng đàng hoàng coi. Đừng có hỏi. Hỏi gì? Anh kỳ cục lắm á nha. Cô là ai vậy? À, yên tâm đi. Ừ, tôi á hả? Tôi tên là Thủy. Ở Sài Gòn xuống. Ai mời tôi xuống nè. Nghe nói á là mai đám cưới của cô phải không? Ừ thì mời tôi xuống là trang điểm cho cô dâu. Cô qua đây nè. Ngày mai tôi sẽ trang điểm cho cô thiệt là lộng lẫy. Đúng không? À đúng rồi, đúng rồi. Ở trên xì phố mời xuống trang điểm, em mai làm cô dâu đẹp. À. Ừ, trang điểm. Trang điểm cô dâu hả? Ừ. Cảm ơn cô nha. Thôi cô về đi. Không cần đâu. Sao vậy? Tại trong cái làng này tôi đẹp nhất rồi, giờ không trang điểm cũng đẹp nữa. Không cần có trang điểm đâu. Cảm ơn nha. Trời ơi, dễ thương dễ sợ luôn á trời ơi. Ừ về chứ. Ừ nói nghe nè. Ừ thì đó, bây giờ bữa đã nói vậy rồi á thì chắc là Thủy phải về thôi. Nhưng mà trước khi về á, chắc là Thủy phải qua chào vợ của anh Quýt một tiếng nè. Thủy phải vợ của anh Cam một câu nè. Đặc biệt á là Thủy phải đi gặp ông nội thôi. Ông nội! Thôi khỏi gặp, khỏi thưa, khỏi chào gì hết, đâu có ai cho về đâu mà chào thưa cái gì. Ở đây đi, ngày mai không có Thủy là ở đây băng tết hết, không có đám cưới nào hết trơn, ở yên đây. Cái gì vậy? Cô đi ra bên kia. Cái gì vậy hả? Ngày mai là đám cưới em với anh mà đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên không có cô Thủy là không làm đám cưới được là sao? Anh sao vậy? Anh không biết làm sao luôn á. Cô Thủy là ai vậy? Không biết. Anh có nhớ là lúc trước á anh hứa cái gì với em không? Anh nhớ, anh hứa nhiều quá đâu có nhớ đâu. Nói đi, nhớ liền, nói đi. Anh hứa là hả, sau khi đám cưới xong á, anh sẽ xây cho em một ngôi nhà thiệt là đẹp. Cái hai đứa mình á, có hai đứa con thiệt là xinh, nuôi dạy hai đứa con đến khi trưởng thành. Xong rồi hả, anh sẽ trồng em một vườn bông thiệt là đẹp nữa, anh nhớ không? Không. Tự nhiên liếm người ta vậy? Cái gì? Anh không nhớ. Không có, anh đâu có nói em đâu. Đúng là cô Thủy là ai vậy hả? Ôi anh à, anh nói cho người ta biết đi, em rất là quan trọng đúng không nè? Anh nói đi cô, anh nói đi. Anh chả có nói đi. Nói, ngừng đi, người ta mới nói được chứ. Hối mà sao nói, bây giờ nói như chó sói nè. Trời ơi, ai cứu tôi giùm đi trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà rần rần ấn luôn? Chị cái gì vậy? Hả? Chuyện gì? Nhớ vụ hồi sáng không? Dục, thiếu qua đây thiếu. Dục. Trái nhà. Trái nhà, biết ôm trái nhà. Trái nhà được chưa? Rồi. Cứu đi, cứu đi. Thiếu mà còn nhớ rồi. Chanh ơi. Chanh. Ông nội đang giận ở bên trong đó. Đúng rồi, ông nội đang giận lắm. Đốt nhà. À, ông nội rồi đốt nhà hả? Ông nội ơi, đừng đốt nhà, phải đi cứu ông nội. Ông nội ơi. Ông nội ơi. Anh đứng lại, bưởi để cho nó đi, để nó vô nó chữa cháy chứ để nhà cháy hết con. Bình tĩnh lại, ngồi đi em, ngồi xuống đi. Em làm sao vậy? Chị bà con thấy không? Nghe. Em buồn lắm luôn á. Buồn gì? Ngày mai là đám cưới.
Em là cô dâu đúng không? Mà anh Tranh nói hả? Của cô phù thủy bên kia là ổng làm đám cưới được kìa. Hả? Bên đó đó hả? Trời ơi, nó đẹp hơn em đó. Nói nghĩ cho chị luôn. Thiếm ơi, Thiếm là thù con nhất đúng không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ Thiếm nói cho con biết đi, bên kia với bên đây ai thương ai? Một trời một vực. Thấy chưa, ai một trời ai một vực Thiếm? Trời thì Thiếm không biết là ai, mà vực chắc chắn là con rồi. Thiếm chỉ nói sự thật thôi. Thiếm, nhưng mà bây giờ mình quyết định nó là người của nhà mình rồi. Thiếm ơi, Thiếm phải qua, Thiếm phải đấu tranh giùm cho nó đi Thiếm. Ai? Thiếm. Trời ơi, làm sao mà dám qua? Tao không qua được đâu. Thiếm qua đi Thiếm. Thôi. Thiếm qua liền đi Thôi. Thiếm. Thôi. Thiếm đi Thôi. Thiếm. Ừ, qua. Ừ. Cố lên Thiếm. Cái gì vậy Thiếm? Thiếm. Sao vậy Thiếm? Bự quá. Thứ thôi. Xe trái cây nó bự quá thì Thiếm, Thiếm đẩy xe trái cây Thiếm lên. Có trái cây để đẩy hả? À, đẩy lên đi. Ôi, lên chút nữa. Lên nữa. Lên nữa đi. Nữa đi. Nữa đi. Lên nghe nữa. Nghe một cái cụp. Lên nữa là gãy xương sống nha. Dạ. Cái gì đó mới có giới hạn. Dạ rồi. Để chân lên. Để chân lên ghế cho xây trái cây nó cao lên Thiếm. Dạ. Rồi Thiếm nói đi. Nè, cái con bia ôm kia ở nhà này từ đời ông nội, đời cha, đời chú, đời cháu, đời con, không ai thích bia ôm, người ta chỉ thích ăn bưởi mà thôi, biết chưa? Tôi nói cho mấy người biết, mấy người không có cửa ở nhà này đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái quỷ cái này nè. À, Thiếm rồi Thiếm. Bé này. Cái con bé bỏng này nè. À, dạ. Ừ, nó là ai? Nó là bưởi. Bưởi là ai? Là vợ sắp cưới của thằng Chanh. Đúng. Cho nên cô không có cửa đâu, biết chưa? Xong rồi đó. Thiếm hay quá đi. Thôi con. Ôm luôn à. Đẩy lên, đẩy cái trái cây lên. Đẩy lên, đẩy mạnh lên. Trời ơi, nó không có gì để đẩy luôn. Em, ráng lên đi. Hey, đẩy lên. Rồi nói. Cái con bia ôm kia, cái nhà này chỉ thích ăn bưởi thôi, không có thích uống bia đâu, nghe chưa? Còn cái con quỷ bên kia kìa. Trời, không phải. Cái bà Thiếm này. Ờ, còn cái bà Thiếm này nè, là chuyên gia bán bưởi. Nói chung nhà này chỉ thích ăn bưởi, không thích uống bia. Nhìn cô như cái đùi dẻ đất vậy đó. À. Đi khỏi nhà này đi. Uống bia rồi ăn bưởi. Trời ơi là trời, không thể nào tin được. Cái nhà này
ngày mai đám cưới rồi mà bây giờ loạn xà ngầu lên bởi vì một con bia ôm. Bây giờ mình phải giải quyết sao đây? Trời ơi, khủng khiếp quá. Sao ho dữ vậy chồng? Mình ơi. Dạ. Mình đâu rồi mình? Em nè. Mình ơi. Em nè. Mình đâu rồi? Em nè. Sao tôi không thấy mình hết vậy? Chứ thấy gì? Đâu rồi mình, đâu rồi mình nè, mình nè, em đâu nè. Rồi đâu rồi, đây, đây nè, cầm tay nè. Tôi cầm tay tôi cái đây à, mình em đây nè. Rồi mình ơi, mình ngồi xuống đây đi em ngồi. Cứ ngỡ là sẽ sống với mình tới trăng long đầu bạc, vậy mà không ngờ mình phải chia tay sớm như vậy. Mình ơi, mình ơi, em hiện hữu trước mặt mình mà sao mình bước ra mình không dòm hả? Quỷ quỷ dữ. Trời ơi, đừng mà, đừng bắt tôi đi mà. Hãy để tôi ở lại chút xíu nữa nói chuyện cùng với nhà tôi mà. Đi, đi, mày còn Quy, đi, đi, đi hết đi. Quy, đi, 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 đi. Quỷ ơi, quỷ cái đi rồi. À không, mấy con quỷ cái đó, nó đi hết rồi mình ơi. Nó thấy mình nó sợ quá. Cảm ơn mình đuổi đi làm cho anh phải thấy lại được hết rồi. Nó đi hết rồi. Mình ơi. Đi lại tổng đừng có sợ nữa nha. Nhưng mà bệnh của anh nặng lắm rồi, xì ra là chết thôi mình ơi. Bị mục nhọt hả mình? Không phải. Cái bệnh gì mà xì? Cái bệnh này tên khoa học nó nói là, à đúng rồi, gọi là bệnh xì chết á. Xì là chết rồi mình. Xì chết? Ừ. Nó là bệnh nan y. Đúng rồi. Vậy tại sao mình không đi khám? Đã đi rồi mà bác sĩ nó tốn tiền quá nên tôi không dám khám chống chữa nữa mình. Tốn bao nhiêu cũng phải khám, còn nước còn tát chứ. Nếu mà mình thương anh thì anh nói cho mình nghe. Dạ. Số tiền chữa trị là 50 triệu mình à. 50 triệu? Ừ. Ôi mình ơi. Sao? Ở đời có câu nói đồng tiền đi liền khúc ruột à. Lấy 50 triệu chữa bệnh cho mình cũng giống như là lấy khúc ruột của em vậy đó. Quỷ ơi, lại bắt chồng tôi đi. Quỷ ơi, lại bắt chồng tôi đi. Cái tôi không bỏ ra 50 triệu đâu. À, hiểu rồi ha. À, đi vô. Để suy nghĩ lại. Khỏi suy nghĩ ha. Chỉ cần qua như đó đâu biết là vợ chồng mình sống như thế nào rồi. Không phải, tại đang biết. Nè, để từ từ tôi suy nghĩ lại. Chết rồi. 50 triệu. Ờ, à, đúng rồi. Tại sao phải đòi 50 triệu? Ờ, à, đúng rồi. Đòi 50 triệu để làm gì? Chữa bệnh. Không phải. Chữa bệnh. Không phải chữa bệnh. Chữa bệnh. Không phải chữa bệnh mà đi mua cá. Cá gì? Ủa chứ Thiếp nói cái bệnh gì? Bệnh xì ra là chết. Ai bệnh xì chết? Đó, chồng của Thiếp. Chú bệnh xì chết. Xì chết. Rồi đòi 50 triệu. 50 triệu mới chữa hết bệnh. Trời ơi, chồng con đòi 50 triệu. Để chữa bệnh. Đi mua cá. Cá gì mà 50 triệu? Dạ, cá gì mua ở trên núi Phú Sĩ đó. Cá gì mà núi Phú Sĩ? Mua về để thả đực. À, con à. Cá heo. Cá heo? Dạ. Mà 50 triệu? 50 triệu mà Thiếp nghĩ đi, ở đây mình nước ngọt làm gì nuôi được con cá heo. Mà ổng đòi mua cho bằng được, mà con nhất quyết con không có đưa cho ổng. Tự nhiên mua cái con cá vậy làm cái gì? Sao kỳ vậy ta? Sao chồng Thiếp cũng đòi 50 triệu? Dạ. Mà chồng của con cũng đòi 50 triệu. Dạ đúng rồi, chồng con cũng đòi 50 triệu. Ủa sao kỳ vậy ta? Kỳ quá Thiếm ơi. Thiếm có cảm thấy có điều gì đó không ổn? Đúng rồi đó Thiếm, con cũng thấy không ổn. Thì thấy ổn không? Không ổn chút nào. Dạ đúng rồi. Từ ở do đâu? Từ đâu? Con bán bia ôm. Thiếm qua đây. Rồi Thiếm ơi. Thiếm nói đi, có phải theo ý của con giống vậy không? Ừ, như vậy nè. Cái con đó đó, cái con mà trái cây nó nhiều hơn mình đó. À, cái con bia ôm đó hả? Từ lúc mà nó ở xì phố. Dạ. Nó vô trong cái ngôi nhà của mình. Dạ, nó làm rồi. Ngôi nhà của mình náo loạn lên. Dạ đúng rồi bà, Thiếp. Thiếp nghĩ như vậy nè. Dạ. Có khi nào nói thằng Chanh nhà mình, hai đứa nó ở trên xì phố, nó tò te tú tí, rồi lỡ con này nó mang cái bụng quan dạ chữa như vậy nè, cho nên á, nó bắt mình là phải đưa cho nó tiền để mà nó nuôi con, hay là để mà nó làm cái gì đó mình không biết.
có đúng như vậy không? Đúng rồi Thím ơi, cũng có thể lắm. Có thể là ha, thằng Chanh nó lên trên xì phố, đúng nó rồi. Ứng một cái, con nhỏ nó có bầu, nhỏ nó chạy về đây tống tiền nó. Tống tiền thằng Chanh? Nhưng mà tại sao hai ông chồng của mình lại đòi số tiền đó? Là bởi vì á, hai người này cái tấm lòng thương người, thương cháu, thấy thằng Chanh nó bị như vậy cho nên mới ra tay nghĩa hiệp, lấy 50 triệu của mình để cứu thằng Chanh. Đúng rồi đó Thím, Thím nói rất là đúng. Nhưng mà Thím à, bây giờ Chanh làm thì Chanh chịu chứ không đúng. Thể nào Chanh làm mà cam quýt chịu được. Đúng. Bây giờ mình phải ngăn cản không cho hai ông đó đưa số tiền đó cho thằng Chanh. Dứt khoát không đưa cái số tiền đó cho thằng Chanh. Chính xác, dứt khoát bây giờ vô cản ông lần mới được. Cản liền. Mình ơi. Chào má. Mình à. Chào má. Mình ơi. Chào má. Vô coi phụ nội thằng Tay coi nè. Dạ, con ông nội. Làm gì vậy hả? Cởi ra nhanh lên. Cởi ra. Ê. Cởi cái áo cưới này ra nè. Cởi nó tụi lại bà luôn á. Cởi áo cưới ra. Trời ơi, làm hết hồn à. Cởi ra đưa đây. Mà quá đáng, áo cưới người ta tự nhiên lấy ra mặt rồi. Đồ bất lịch sự. Thì đẹp, tôi thử chút thôi, làm gì ghê vậy? Thử cái gì mà thử, của cô mà thử. Biết cái gì mà bà đặt thử thử. Nè, đừng tưởng tôi không biết nha, tôi biết hết trơn á. Tôi biết á là ở trong này có cái gì nè, chầu cau bánh hỏi rồi đúng con, đúng không? Biết luôn hả? Trời ơi, đi lục mâm cưới của người ta biết luôn hả? Đồ bất lịch sự quá đáng thì. Làm thấy ghê à, tôi không cần lục tôi cũng biết chứ bộ. Sao biết? Cô, người của cô chỉ biết có tiền thôi, ở đó mà biết cái gì? Làm gì mà anh quá đáng anh chửi tôi dữ vậy? Làm như là tôi là cái thứ gì, cái loại gì á, không biết mấy cái này là cái gì á. Nè tôi nói cho anh nghe nha. Hồi đó cũng có người định cưới tôi chứ bộ. Bởi vậy tôi mới biết mấy này chứ. Có người đòi cưới tôi đàng hoàng. Làm như là cái gì bằng. Tôi kể cho anh nghe nha. Hồi đó đó, ba mẹ tôi, nhà tôi cũng sắm sửa đầy đủ như vậy nè. Cho nên tôi mới biết chứ bộ. Chồng tôi á, định cưới tôi đó. Mà tự nhiên rồi chuẩn bị hết mọi thứ rồi cái chờ hoài đợi hoài mà người ta không có tới. Rồi cái tôi nhận được một lá thơ, trong thơ người ta viết: em đừng chờ anh nữa, cũng đừng tìm anh, bởi vì anh sẽ lấy vợ. Trời ơi, lấy vợ là sao? Còn tôi thì sao chứ? Thật ra là người ta chê gia đình nhà tôi nghèo. Người ta chê nên người ta mới lấy người khác bỏ tôi. Ba má tôi xấu hổ với bà con lối xóm dữ lắm. Còn tôi tủi nhục bỏ xứ mà đi. Cuộc đời xô đẩy, số phận nó đẩy đưa. Thành thử ra tôi mới làm cái nghề này. Chứ
tôi đâu có muốn như vậy đâu. Mà làm cái gì mà anh quá đáng, anh coi tôi không ra cái gì hết trơn á. Bọn tôi không phải con người hay gì? Tôi xin lỗi. Tại vì tôi mới biết cô mà. Mà cô xuống đây, cô quậy banh hết cái nhà tôi lên, cho nên tôi có ác cảm với cô. Chứ tôi đâu có biết là quá khứ của cô buồn vậy đâu. Cho tôi xin lỗi đi. Xin lỗi nha. Cô làm gì tôi vậy? Đồ xấu xa, đồ độc ác. Cô có biết cô mới vừa cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi không? Trời ơi, mất rồi, mất hết rồi. Cô thật là xấu xa. Tôi nói cho cô biết, cô có thể cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi, nhưng cô sẽ không bao giờ cướp được trái tim chinh nguyên của tôi đâu. Đừng có lại gần đây nha. Đừng có lại gần đây. Đừng có lại đây. Đừng. Đừng mà. Trời ơi. Hả? Cô định làm gì tôi vậy? Thầy. Cô định làm gì tôi vậy? Đừng mà dừng lại đi. Đừng có làm như vậy mà. Đừng mà. Đừng. Cái chuyện gì nó tới thì nó phải tới thôi. Khoan. Ba, mẹ, ông nội, bà ngoại, ông sáu, tổ trưởng, tổ dân phố. Hôm nay con phải xa khỏi dòng lễ giáo rồi. Cô muốn làm gì thì cô làm đi. Làm xong nhớ mặc đồ vô cho tôi nha. Ở đây tôi vô lắm. Ca đổi ơi, tỉnh lại đi ông ơi. Ông nghĩ tôi làm gì không? Chứ cô định làm gì tôi? Cô... Trời ơi, tôi giỡn thôi. Chứ anh nghĩ là tôi muốn làm gì? Bây giờ tôi không có muốn cái gì hết trơn á. Tôi chỉ muốn có tiền thôi. Có tiền á thì đưa đây cho tôi. Tiền ở đâu mà tôi đưa cho cô? Tiền đi kiếm anh tôi đó, kiếm chú tôi đó, mắc mới gì đến tôi mà đưa cho cô. Nhưng mà tôi biết là anh có tiền. Thì tiền cưới, vòng vàng cưới á. Cái gì? Vàng tôi làm đám cưới hả? Cô bị điên hả? Vàng đó để tôi đi lấy vợ. Tôi đưa cho cô rồi, ai cho tôi lấy? Sao giờ làm sao? Cương với tôi phải không? Được nè rồi. Tôi thì đơn giản lắm. Làm gì vậy? Đây nè. Ê, ê, không giỡn, không giỡn anh được. Anh có quyền lựa chọn hạnh phúc của gia đình anh. Ê, ê, không có giỡn. Cái mâm quả, đừng có giỡn. Hạnh phúc của gia đình. Ê, hết tay rồi. Còn không có giỡn. Hạnh phúc của gia đình. Ê, anh nè. Ê. Trời ơi, tay đâu mà bưng bà bê nữa nè. Trời ơi, đáng thương quá. Chọn đi. Bưởi. Bưởi ơi, Bưởi nghe anh nói là Bưởi, chuyện em không phải như vậy đâu. Cái gì hết á. Không phải như vậy đâu Bưởi. Em nghĩ bây giờ anh nên chọn lựa đi. Một là Bưởi, hai là bia. Chứ anh không thể nào dỗ bia mà vừa ăn Bưởi được hết á. Bưởi à, em nói gì vậy? Dĩ nhiên là anh phải chọn Bưởi rồi. Nhưng mà anh không bỏ bia được. Anh có biết anh nói cái gì không hả? Bưởi, anh là một gia đình danh giá trong cái làng này không? Từ đời ông nội, tới đời chú, tới đời anh của anh, ai cũng là một đấng minh quân hết á. Anh nhìn lại đi, anh nhìn coi có xứng đáng không? Em muốn từ hôn. Bởi, em nói cái gì vậy? Ngày mai mình đám cưới rồi,
Bây giờ em nói em từ hôn, mặt mũi gia đình anh để đâu? Anh còn mặt mũi nào nhìn bà con làng xóm nữa? Thì ra bao nhiêu lâu nay em yêu tôi là vì truyền thống gia đình tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng em yêu tôi là vì nhan sắc chứ. Điên hả? Nói cái gì vậy? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Bưởi ơi, nghe em nói đi. Bưởi ơi, anh năn nỉ em mà. Bưởi để tôi coi mấy người hạnh phúc được bao lâu. Em sợ có một ngày mình xa nhau không gặp lại. Em sợ ngày biệt ly một người ra đi không về. Sợ lắm người ơi, vì tình yêu chỉ có một. Đừng để em tàn phai sắc hương từng đêm nhớ thương một người. Trời, bây giờ sao em sợ ta? Có một người vào tim anh làm anh thay lòng. Em sợ giờ, tình yêu được. Em không giữ bỏ anh ra. Có cái gì trong đây? Sợ những đôi thay mình đã điều tra được cô Thủy là ai. Có muôn màu nhiều giai nhân đẹp như lấy đồ của người ta bây giờ bỏ ra nữa, nghĩa là mình ăn cắp rồi. Bạn trời ơi, không có đồ đâu, ăn cắp được không trả được ngất ngây. Còn bao năm say đầy hạnh phúc, chắc chắn cô Thủy với anh Nhanh có cái vấn đề. Anh đi không mở là không được cho cuộc gì đám cưới. Mở đừng để lại nơi đây mình em với biết bao buồn đau. Hỡi ơi người, em sợ sợ mất anh. Bưởi ơi, bưởi ơi, bưởi, em ở đây hả? Anh đi kiếm em quá trời quá đất. Kiếm em chi? Nói nghe nè, ngồi đây nói nghe nè. Thật ra cái cô Thủy đó đó. Cô Thủy sao? Cổ là cái gì? Cổ là thầy bùa nổi tiếng ở trên xì phố lắm. Cổ ở trên đó cái cổ bấm quẻ, cái cổ thấy là ở nhà mình có nhiều vong lắm, cho nên cổ giúp mình, cổ xuống đây cổ lấy bùa, cổ trấn mấy cái vong nó lại để mấy cái vong nó khỏi phá đám cưới của mình. Chuyện là vậy đó. À, là cô Thủy là thầy bùa. Đúng rồi. Là xuống đây là giúp mình đúng không? Đúng rồi, giúp mình đó. Đừng nghi nữa nha. Em có quà cho anh nè. Cái gì vậy? Anh mở ra coi thử đi. Cái này của... Thì anh mở ra coi trước đi. Mở ra hả? Anh Chanh nè, ngày mai là ngày gì vậy? Ngày mai là đám cưới á. Ờ, đám cưới của ai vậy? Đám cưới của anh với em chứ của ai. Ờ, vậy ai là cô dâu, ai là chú rể vậy? Anh là cô dâu em, chú rể đó. Vậy cô dâu bị gì, chú rể bị gì vậy? Chú rể bị đâm lồi ruột, cô dâu bị đứt đầu rồi. Thấy chưa? Thầy bùa hả? Thầy bùa hả? Đúng rồi, cô ta là thầy bùa. Tao hả? Anh với cô ta yêu nhau, anh phụ tình cô ta. Bây giờ cô ta xuống đây em bùa em đúng không? Không có, không có. Hai người làm cái gì chứ? Không có. Thủy à, em nghe nói đi có được không hả? Cái gì vậy? Cái lâu mà... Bưởi, em là Bưởi, em là Bưởi, em là Bưởi, 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 Bưởi. Bưởi. Anh làm cái gì vậy hả? À, anh lộn, anh gối quá. Em là Bưởi, cô là Thủy. Thủy, Bưởi, Thủy, Bưởi, Thủy, Bưởi, Bỉ Thủy. Anh nín luôn rồi. Anh nói cho rõ ràng cho em, anh với cô Thủy là cái gì? Cái mà em thấy á, cái mà em thấy chỉ là phần 1 câu chuyện thôi. Còn phần 2 câu chuyện là hoàn toàn khác. Phần 2 câu chuyện là hai người yêu nhau, xong rồi đám cưới với nhau linh đình, rồi có những đứa con với nhau và sống với nhau hạnh phúc đến suốt cuộc đời. Hạnh phúc quá ha. Anh có muốn nghe phần 3 không?
Phân bá nói vậy nè, có một nam và một nữ yêu nhau, xong rồi ngày mai là ngày đám cưới, nhưng mà người nam ngoại tình, tưởng đâu người nữ không biết được, cuối cùng người nữ biết được, thế là người nam sống cô đơn tới già. Đứa nào viết cái phần ba dở ẹt chị đi viết nó liền luôn á. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Nghe phần 4 đi, anh nghe phần 4. Em lắm. Nghe phần 4 đi, có hai người yêu nhau rồi cùng nhau trồng một cái cây bưởi đó. Cây bưởi nó lớn lên sinh ra hai cái trái gọi là trái vú sữa. Anh bị điên rồi. Hay nghe phần 5 đi. Không muốn nghe. Thôi. Dạ 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 dạ. Chú ơi. Hả? Ủa chú hả? Sao rồi chú? Gì? Chú xin được tiền không? Tao vừa mới nói 50 triệu ra, nó nói đồng tiền nó liền hút ruột á. Nó kêu quỷ tới bắt tao luôn á. Chú còn đỡ. Nói dài quá ha. Vợ chú còn nói được câu dài. Vợ con nói câu rất gọn. Câu gì? Đi chết đi. Bây giờ không có tiền, bây giờ con không biết tính sao. Chút nữa con mẹ ấy ra đây lấy tiền, không có là lộ chuyện. Vợ con đốt nhà. Bây giờ con nghĩ hai cách. Cách gì? Thứ nhất, bỏ xứ đi. Mày điên hả? Nhà cửa đàng hoàng tiễn bỏ xứ đi là sao? Còn cách thứ hai, lật bài ngửa luôn. Nói thẳng với mẹ luôn, tới đâu tới. Cũng được ha. Nhưng mà cái vấn đề là ai nói đây? Thì đó, mày còn trẻ, tương lai còn dài. Chuyện này để chú gánh cho. Con tin chú. Ừ. Vậy chút nữa bà ra. Con vô, đích thân con vô mời của ta đây, để chú nói chuyện của ta đàng hoàng. Phải là được, không phải thì thôi. Vậy luôn đi chú ơi. Ừ. Chứ bây giờ 50 triệu gấp quá, không biết đâu ra hết. Đúng rồi. Vậy luôn đi. Kêu nó ra. Trời ơi, nhắc tiền, nhắc bạc, đỡ biết mấy. Sao rồi? Mày bước qua đây. Để cho con nói trước. Rồi. Cô Thủy, sở dĩ cô đứng đây sẽ nghe được những lời nói của chú tôi. Chú tôi sẽ nói cho cô biết sự thật. Nói chú. Tôi nói cho cô biết nghe chưa? Sở dĩ hôm nay tôi mời cô ra đây nói chuyện. Để chú nói. Chú. Chẳng có gì phải sợ hết. Chuyện gì vậy chú? Chồng, chuyện gì vậy chồng? Chẳng có chuyện gì cả. Chuyện gì vậy anh? Tôi hôm nay chủ yếu mời cô ra đây nói chuyện. Chú. Một chuyện rất quan trọng. Thôi. Cô hãy lắng nghe những gì tôi nói. Dạ. Là sở dĩ cô mặc ở đây là bởi vì cháu tôi muốn nói chuyện với cô. Mình à, mình hẹn cô Thủy ra đây nói gì vậy mình? Hả? Thì hồi đó mày muốn nói gì mày nói đi. Mày sao đàn ông con trai gì đâu mà nhút nhát sợ à? Hả mình? Anh nói là như thế này nè vợ. Dạ. Yeah. Tại vì chồng thấy cô Thủy cũng dễ thương. Rồi sao? Định xin cô Thủy về làm con nuôi. Hả? Nuôi nổi không? Là bởi vậy. Làm con nuôi. Con nào nuôi mà không ăn. Đó, nghe thiếp nói không? Hả? Ủa, mà sao nay kỳ vậy? Căng quýt sao không ở trên cành mà xuống đất ngồi làm gì đây? Chuẩn bị lên bàn thờ để trưng nè. Làm gì có tội mới lên bàn thờ đúng không? Không có gì. Chú á, chú lớn rồi, chú coi chừng chồng con giùm với chú. Yên tâm. Dạ. Còn cô nữa. Hả? Cô hẹn ra đây nói chuyện. Rồi cô nói chuyện với ai? Cô không thèm nói chuyện với hai thím cháu tôi. Tại sao vậy hả? Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, sợ bỏ chạy. Cái gì vậy? Đi ra. Đi ra. Cô đừng có làm vậy, tôi không phải là phường dễ dãi, cô hiểu chưa? Quá đáng lắm. Cô đứng lại đó, đứng lại đó, đứng lại đó. Hả? Em khổ lắm á, em có nỗi khổ riêng mà. Em không có muốn như vậy đâu. Em đâu có muốn đâu chị. Không muốn như vậy thì thôi mình bỏ đi. Mắc cái gì mình theo cái nghề đó làm gì? Thì số phận đưa đẩy cho nên em mới làm vậy á chứ. Ai đưa đẩy? Tôi với cô hả? Đưa đẩy quá thì tôi bỏ trốn. Không, bỏ trốn đâu được đâu. Phải chuộc thân chứ có tiền. Anh ơi, anh có tiền không? Không ấy anh chuộc thân em đi. Trời ơi, đốt nhà hả? Anh ơi, không ấy nè. Anh chuộc thân em đi. Em cho anh ăn bữa cả đời luôn. Trời ơi, buông ra. Cô
coi tôi như là phường dễ dãi hay sao vậy cô? Nhỏ này không phải là nghề bán mía ôm đâu, mà nó dạng nghề thợ mộc á, nó bào cái ớn luôn à. Trời ơi, hai người vợ người ta đứng ở đây mà nó bào như vậy. Tôi nói thiệt cho cô biết nha, tôi mà đã không thích làm cái gì là tôi sẵn sàng tôi bỏ trốn, cỡ nào tôi cũng bỏ trốn hết á. Chị ơi, em mà bỏ trốn á là người ta bắt em về xong người ta đánh em bầm dập luôn á. Trời ơi, thì bây giờ vậy, lỡ người ta bắt mình về bầm dập đúng không Thiếp? Thì thôi mình sẽ trầm mình xuống sông Tiền Đường, sau đó mình bị trôi dạt tới chùa, cái xong cái Từ Hải vớt mình lên, cái mình gặp Từ Hải, hai người sống nhau trọn đời. Trời ơi. Vợ mày nó làm riết nó coi riết nó bị nhảm luôn à. Đâu tự nhiên Thiết Kiều hôm nay nữa vậy trời. Trời sao bị rối vậy? Trời, chứ con hỏi chú nè. Bây giờ con hỏi chú nè, nó có cái gì nó cũng không biết, cái gì nó cũng không chịu, nó làm cái gì đây? Vợ ơi, vợ đừng làm hàng xóm họ nhìn vô họ tưởng vợ là gái bán bia ôm chứ không phải bà kia. Bực quá. Chị ơi, em nói cho chị nghe nè, thiệt ra là đáng lẽ là em cũng có tiền chuộc thân rồi chứ bộ. Thì mà chuộc là sao? Nhưng mà có mấy cái người kia kìa nói là yêu thương em nè, xong rồi chú sẽ lo cho em, rồi cái mượn tiền em mà không chịu trả đó chị. Thì người ta không chịu trả, mình phải đòi người ta trả. Trời, cho mượn bao nhiêu mà không trả? Đòi mà đòi 50 triệu gấp quá, ai đâu mà chặt không? Hả? Em đòi nhiêu? Em đòi nhiêu? 50 triệu. Thôi, mình bán muốn quá mà nói 50 triệu. Đòi tới 50 triệu mà người ta không trả cho mình hả? Dạ không chị. Không trả cho mình thì mình lại tận nhà của họ mình đòi. Có chứ, em có chạy tới nhà người ta nè, em gặp người ta nè, em đòi á. Nhưng mà người ta lơ em. Em thấy như vậy á, cho nên là em thôi. Em tội nghiệp lắm. Cái người mà thiếu nợ em là đàn ông hay là đàn bà? Dạ, ảnh. Ảnh á. Ảnh là đàn ông phải không? Dạ. Mét vợ người đó, nói vợ người đó là ảnh thiếu nợ mình. Mà nói vợ mà vợ không chịu nghe đó hả? Mét ông nội hay là ông ngoại người đó. Mà nếu ông nội không nghe thì mét cha, mét cha không nghe thì mét chú, mét chú không nghe thì mét cháu. Mét tới khi nào ối tiền ra thôi. Đúng rồi đó. Đúng gì đúng mà Thím ơi. Thím, chuyện của người ta Thím chỉ làm chi vậy Thím ơi? Tôi nói thiệt với cô, nếu thật sự điều đó là chồng của tôi làm đi, tôi sẽ đi về nhà, tôi sẽ ru chồng tôi ngủ. Âu ơ dí dầu cầu giáng đông đinh. Vậy sao tắng xong tôi đốt nhà luôn. Số hưởng à, số hưởng. Trời đất ơi, con ghen cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Cứ hở ra đốt nhà, hở ra đốt nhà. Đốt nhà thì cha ở đâu? Mình là đàn bà con gái, đừng ghen chồng như vậy, mất hạnh phúc gia đình. Tức phải lắm. Không mình nếu mà là em sẽ nhỏ nhẹ kêu chồng em vào trong phòng. Mình ơi, mình ngồi xuống đây đi, rồi sau đó tôi sẽ cởi áo chồng tôi ra đó, lấy khăn quấn lại. Sau đó tôi nói, mình ơi, tóc mình mọc ra rồi kìa. Tôi mới lấy con dao la thiệt nè, tôi cạo, không cần biết cạo ngược hay cạo xuôi, miễn là cạo cho trọc đầu lá o. Xong rồi tôi lấy cái trái sầu riêng mà hơi khô cái vỏ đó, đặt nó đầu tôi chè bóng thần bóng ra. Sau đó tôi xuống dưới nhà sao, tôi lấy nguyên một ký muối, một ký ớt, tôi giả, tôi trộn muối và ớt. Sau đó tôi dắt chân vô cho thành một hỗn hợp sền sệt như vậy nè. Tôi làm cái gì? Tôi gãi lên trên cái chỗ đầu mè mà mới cái sầu riêng nó chà vô. Tôi rét nè, tôi đau nè, tôi nướng nè, tôi biết thế nào là lễ độ. Số hưởng. Chưa hưởng đâu, ở đời có trai thì phải có ngọt, phải không con? Tao sẽ đưa chú mày ra đứng ngoài giường. Sau đó tao lấy mật ong tao trét dài từ trên xuống đến tiểu lộ. Tao ngừng lại, sao tao dí chồng tao vào trong góc mít. Tao kiếm ngàn kiếm lửa, tất cả các loại kiếm nó bu vào, nó cắn cho nó sưng, nó tay cho nó bay luôn. Sợ hưởng. Thấy chưa, ghen như vậy mới gọi là
tôi nhiều chiêu ghen hay lắm. Đi theo chị vào trong buồng đi, chị chỉ cho những chiêu ghen chồng đi cưng. Dạ. Thiếm, thiếm à. À. Trời ơi, thiếm ơi, kinh khủng quá. Bây giờ đi vào đây để chị chỉ nữa cho. Dạ. Đi vào đây. Chiêu ghen hay lắm cưng ơi. Dạ. Mày cũng vậy nữa, để tao dạy cho mày biết nha. Dạ. Trời ơi, ta nói là thấy thương gì đâu luôn á. Trời ơi, cái đầu này mà không dám nói nữa luôn á. Nè, đó thấy chưa? Bởi vậy á, lo mà chuẩn bị tiền mà đưa cho tôi đi. Còn không là... Đi! Anh đi thì ghê vậy? Chuẩn bị tiền đi chứ. Chị ơi, chị chỉ cho em mấy chiêu ghen chồng đi chị ơi. Bà nội cha, cái đầu thờ cha thờ mẹ em nó cứ giò như con không đẻ. Chùa. Gì? Con tưởng tượng tới cảnh con vợ con nó đốt nhà, rồi nó cột con ở trong đó luôn. Nhưng mà thà con chết thiêu đỡ hơn là vỏ sầu riêng mà nó cà kiểu đó đã. Còn gì sống nổi hả chú? Bởi vậy mới nói khổ quá là trời. Thì không hiểu sao nó thật. Úi trời, trời mẹ ơi, cái gì vậy? Bà nội cha nó xả lũ luôn à. Cái gì đâu ướt hết hả nè. Trong hoàn cảnh này mà không xả lũ mới lạ đó chú. Trời đất ơi, lỡ thèm ăn trái cây chi cho khổ gì trời. Mà mất hết 50 triệu. Trái cây ơi là trái cây. Đứa nào ăn trái cây mà không cho nội ăn với bay? Ủa nội. Trời đất ơi, chú cháu mày làm gì trốn thì ăn trái cây vậy? Dạ con chào cha. Thôi đứa nào mà giờ này tưới cây ướt nhẹp vậy nè. Tức ghê nha. Giá như mà lúc ăn trái cây có nội ha. Anh nội hưởng hết 25 chai rồi. Ờ, ăn gì 25 chai vậy hả? Không có cha, không có gì hết trơn á cha. Thôi, đi. Cái gì? Hiểu gì á, cục vàng? À, nội à. À, nội à, lâu lắm rồi à, ông cháu mình không có tâm sự với nhau. Dạ, chứ người đặt tâm sự gì? À, dạ thưa nội, ở trong nhà này nội à, gọi con là cái gì ạ? Thằng này hỏi câu nghe đánh đố, ông kêu nó cục vàng cho đã rồi giờ nó hỏi gì. Dạ, vậy thì hôm nay cục vàng thưa với nội. À. À. Ngày mai là đám cưới của Chanh. À, mai cưới thằng Chanh. À, con thiết nghĩ tại sao ông nội không cho 50 triệu lấy số tiền đó ra tiệm xe gắn máy. Ừ. Để mua chiếc xe tay ga. Ngày mai mình có xe mình chạy ở trong cái xóm của mình. Mình sẽ là người bảnh nhất xóm đó nội à. À, thưa cha, con thấy thằng Quýt nó nói vậy cũng đúng á cha. Ngày mai là đám cưới rồi à, cháu nó lo cho gia đình mình thôi. Dạ. À, cũng có cái xe đi tới đi lui cho có nở mặt nở mày với bà con thiên hạ đó cha. Dạ. Thầy nói rồi nghe cũng có cái lý chứ không phải là dạ. Không. Dạ. Đó không? Ví dụ mà đám cưới mà ngày mai mình có cái tay ga đó rồi mình chạy rước dâu rồi nó cũng bảnh tỏn đồ lắm. Dạ, đúng rồi. Mà nói tụi bay còn trẻ, bay không có nhìn cái tầm xa. Dạ sao? Mai đám cưới rồi mình đâu có biết cái chuyện gì đó, có chuyện gì phát sinh hay không, thấy không? 50 triệu đâu phải con số nhỏ con. Mình để có cái chuyện gì phát sinh rồi biết đâu được. Còn cái chuyện mua xe không ấy rồi để đám cưới xong mình mua vẫn còn kịp con. À nội à, nội mà để qua cái đám cưới là bắt đầu xe tay ga nó lên giá 50 triệu mình mua không đủ đâu. Dạ dạ. Con nghĩ là hôm nay liền nội phải xuất ra 50 triệu mua liền đi nội. Dạ thằng Quýt nó nói đúng đó cha. À, coi như là cái tiền đó mà mình phải mua liền. Chứ không có là để qua cái là chết. Hôm bữa con với nó vô thử mới có dặn hai cái nút cái kèn với cái đề nhí nhí thử mấy cái dặn mấy cái mà nó mới 50 triệu luôn á cha. Có cái gì dữ vậy đó hả? Dạ dặn thử nhí thử thôi đó cha. À, là nói chung là mình trễ tí là nó phạt liền đó. Dạ. Thành ra nội cho con xin 50 triệu con cầm ra. Dạ. Con mua chiếc tay ga là đi nội. Ừ, thì nghe mày nói rồi nghe hiểu rồi, nghe hiểu thêm rồi hiểu. Nhưng mà nói thì lo mày ơi, tụi bay tại tụi bay trẻ tụi bay không biết được. Đám cưới nó phát sinh nhiều chuyện lắm. Lỡ rồi mình tính là tính cái chuyện suông vậy. Chứ cái chuyện nó phát sinh cái gì rồi. Ví dụ mình mua cái xe rồi đụng chuyện lấy đâu mình bù vô. Qua đám cưới đi nội châu á mày hiểu không? Dạ thôi con hiểu rồi.
thường thường ngày thì nội kêu con là gì? Thì cục vàng. Bây giờ kêu cục khác đi. Làm sao? À, đừng có kêu cục vàng nữa. Dạ đúng rồi cha. Con nghĩ là cha cũng kêu cục mà cục màu vàng thôi cha. Thôi giờ làm sao? Tính sao? Bây giờ con nói thiệt với nội nha. Hồi trước mà con nghĩ nội đối xử con giống như bây giờ thì lúc mới sanh ra con tự bóp mũi con chết luôn cho rồi. Ê mày ăn nói ra mày đừng có tầm bậy tầm bạ nghe mày nghe. Nội kêu dạ. Con cục vàng cuối cùng nội có thương đâu. Thôi cha, đi. Cha để con tính sao thôi. Sao thương nói tầm bậy. Mày nói năng cái gì kỳ vậy? Hả? Chứ bây giờ chú thấy rồi đó. Bây giờ cái gì? Im lặng không nói nữa. Một đứa cháu đứt tôn mà nội không thương thì con. Dù gì cũng là nội, nội không thương mày. Còn chú mày đây mà. Nội không lo mày, chú mà lo cho mày. Mày đi vô nhà lấy cái lon đi vô cho chú. Chi vậy chú? Đi với chú ra ngoài chợ ăn xin. Xin như là đủ tiền 50 triệu đi về. Mình đi đi. Vậy làm ơn hướng vô hay không? Trời đất ơi, tôi tưởng thằng chú dạy cái gì hay lắm. Kéo cháu ra ngoài ngồi xin ăn. Ủa bộ gia đình này bộ thiếu thốn lắm, ra ngồi xin ăn cho nhục mặt gia đình hả? Bây giờ con đang cần tiền để mua chiếc xe tay ga mà cuối cùng nội không cho thì thôi. Mình đi thôi chứ sao? Nói chuyện tào lao không mà làm như là ngồi xin bây làm bây xin được ngồi ngày 50 triệu. Bây giờ nội có cho không? Dạ. Cho, cha nói đại cho, cha cứ gần lần lửa lửa lửa. 50 triệu phải không? Dạ. Một cái xe tay ga phải không? Dạ. Đúng rồi. Rồi được rồi, đám cưới xong rồi tôi cho 50 triệu. Thôi đi. Đi, đi vô lấy luôn đi cô. Mày bước vô giùm cái chú cháu, mày bước vô giùm cái. Làm như có đam mê đi ăn xin lắm hay sao á. Dạ. Nói cái là phóng đi liền, nói cái đi. Là phóng đi liền. Thì nội cho tiền đi rồi, khỏi đi ăn xin à. Nhất là bên, nói tới nói lui rồi, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Nói tới rồi bắt đầu mày lo tao, mày nói rồi thằng kia lo, cứ lo cho thằng Chanh rồi không lo cho mày. Nhưng mà thôi chắc không ổn rồi, tao đi đi. Khoan khoan khoan, xíu cho tao hỏi cái. Dạ. Dạ. Ủa mắc gì cái chuyện này mà hai đứa bay không hỏi vợ tôi bay mà mắc gì hỏi ta? Vợ con nói là đi xe tay ga phí, nhà có chiếc máy cày rồi đi đi. Dạ dạ, vợ con nó khó quá cha. Hai vợ ý là nói là cuối cùng là vợ hai đứa bay là không có đồng tình. Dạ, dạ. Đúng rồi. Vợ hai đứa bay không đồng tình mà tao cho tiền vậy rồi nó đứng nó phản kháng chứ không có đơn giản đâu mày. Thôi mình đi rồi chú ơi. Vô lấy cái lon đi vô cho chú. Dạ à, tao nâu hết á. Dạ sao ạ? Cái đứa này làm như nó đam mê ăn xin lắm. Bây giờ ông nội tính vậy. Dạ sao? Cha tính vậy. Cho tiền 50 triệu. Dạ. Dạ. Không cho bay mà cho ăn cướp được không? Ủa? Ủa nội ơi, nội lớn mà nội chơi ngu vậy? Nói chuyện đàng hoàng. Cho đúng không chú? Tiền thì cho con cháu nghĩ sao là cho ăn cướp. Ờ sao kỳ vậy cha? Ở với bay ta nói từ thằng chú tới thằng cháu không có biết cái tầm nhìn xa. Mày nghĩ coi bây giờ kìa, đưa tiền tụi bay trước mặt kìa, vợ tụi bay tụi nó có làm loạn lên không? Thấy không? Nên tụi bay phải giả làm ăn cướp. Giả làm ăn cướp bước vô trong nhà đó, trước mặt vợ hai đứa bay luôn, mà nó đưa tiền cho tụi bay 50 triệu đặng mày đi mua xe. Ồ, oh, vậy mà hay. Con không nghĩ ra luôn á ta ơi. Vậy tao mới làm nội mày. Ôi chứ. Chà, đúng là đáo để. Nhưng mà tao lo cái này nè. Dạ sao cha? Tụi bay cái tính cứ ba chớp ba nhán không à. Vợ tụi bay đó tinh ranh dữ lắm. Dạ. Mình phải tập làm sao á mà coi như phải là cướp mà phải như thiệt. Hiểu không? Là sao ạ? Ê chết cha. Sao cha? Cướp mà như thiệt là bây giờ nó dễ sợ lắm. Nó phải có cái kiểu như là mật khẩu nữa nghe. Mật khẩu à? Mật khẩu à? Là bây giờ mà bây giờ mật khẩu mình thống nhất là cái gì đây? Mai đám cưới nè. Dạ. Đám cưới để cho mọi thứ nó vui vẻ. Đám cưới bao vui đi. Đám cưới bao vui. Mật khẩu là đám cưới bao vui. Dạ, dạ con nhớ đó rồi. Đó là cái mật khẩu thôi. Dạ. Còn mình phải làm cho nó giống thiệt. Cướp là vô bây giờ là nó quánh đồ, nó làm lẹ gọn lắm. Dạ. Chứ tụi bay vô mà chối gà không chặt, tụi bay cứ quơ là vợ tụi bay phát hiện liền. À, mình làm như thật ha. Đúng rồi, từ đó đến giờ mình cũng vô giờ cướp bao giờ đâu, biết cái đó. Nội à, vì tiền con sẽ làm hết tất cả. Trời đất ơi. Thì bây giờ mình đi đi. Mình dạ. Vô trong đi. Ê, nội. Vô nhà kho. Vô mình tập, hiểu không? Dạ, vô à, đúng rồi, mình vô tập mình tập. Mình nhớ là tập dư thiệt. Lấy dây dạ. Cột treo nội lên nha. Treo lên nội quýnh đảm bảo. Đây đây đây. Ôi cha, đứa nào tới đây nè, không biết nữa, không biết nhớ không. Cha ơi, cha ơi, cha ơi à. Tao còn sống,
trời, sao cha đứng đây mà cha không nói con tiếng nào hết vậy? Tao phải ý mày nói tao có mình không biết la lên hả? Đúng rồi. Sao mày có mắt mày không biết dòm? Chẳng lẽ con đếm tiền, con dòm cha rồi 500 ngàn con lộn thành 20 ngàn thì sao? Mày cái gì riết mày cũng nói được hết trơn á. Đâu rồi, đếm mày tới đâu rồi, sắp tới đâu rồi? À đây nè nội, sắp xong rồi nội. Tao nói à, 500 ra 500. 200 ra 200. 100 ra 100. Theo dễ sợ, đây là 100 ra 100. Dạ. Rồi đây là 10 ngàn là mình ra 10 ngàn. Dạ. Rồi đây là coi như là 200 ra 200. Dạ. Trời đất ơi, khéo quá thể, trời đất ơi. Trời lộn xộn rồi. Không, bị nội già rung tay. Dạ. Bị già rung tay. Cha ơi cha. Hiểu không? Rồi bây giờ hai đứa ráng sắp xếp lợi coi cho mà chưa tới nữa nè. Trời ơi cha ơi cha, cha làm cha chứ đâu phải là ông nội của con mà... Dạ thưa cha, cha làm vậy kỳ cục quá. Tụi con xếp đã đời rồi, bây giờ cha banh lên hết lại để tụi con mới xếp lại vừa phải thôi. Tào lao không mà lo làm đi chứ. Dạ. Tào lao lẹ. Gần xong rồi cha ơi. Hai đứa nào, thằng nào, con nào đây, sao bố có nhớ hay không đi không biết không nữa. Chào ông. Chào. Hai ông tào lao đi đâu nữa đây? Có một số vấn đề cần bàn bạc trước khi buổi lễ diễn ra. Thôi làm ơn đi hai ông ơi. Không ấy rồi thôi dẹp liền đi cho tôi. Đặng rồi tôi kiếm cái chỗ khác rồi. Tôi có nói chuyện rồi tôi thấy hai ông không ổn đâu. Hồi sáng là tụi con làm là làm chơi chơi thôi. Để con giỡn, để con làm lấy chiêu. Mà cuối cùng không chịu được bỏ luôn. Làm những cái chiêu cũ tụi con làm luôn, bảo đảm với ông là sẽ được. Làm bình thường thôi phải dạ. Không? Dạ. Không. Con nghĩ là, thiết nghĩ là ông nên cho tụi con một cơ hội để ngày mai con phục vụ đám cưới nhà mình phải không? À, ấy giờ con có ý vậy. Gì? Ông có thể nào mà ứng trước để tối nay tụi con nhậu lay ra lấy tâm lý mai làm cho tốt không? Trời đất ơi, hai thằng này chắc tao khó đầu quá. Cái gì mà tự nhiên là tiền bạc cái gì nói gì chuyện điên khùng á. Dạ, ờ, tiền mà bây giờ làm đâu chưa đâu vô đâu rồi bị đặt đồ quá ứng tiền là sao? Trời ơi, tụi con là phải có cái gì đó ăn uống trước rồi tụi con diễn mới hết mình. Mà tụi con diễn hết mình, bảo đảm với ông đám cưới sẽ bao vui. Đúng. Chuyện tàu lao, tập tành không ra đâu hết trơn rồi bà chưa ráp vô. Đâu đâu mà đặt đám cưới bao vui. Trời ơi, nói tàu lao. Đám cưới bao vui mà ông. Làm bao nhiêu đám rồi. Sao mà đám cưới. Mới nói vậy. Đám cưới bao vui. Cưới bao vui phải không? Dạ. Bay thiệt cái vô chịu nói ngay từ đầu. Ủa nói nãy giờ mà ông làm cái gì? Phải nói ngay từ đầu, đám cưới bao vui tao biết rồi mà không chịu nói sao vậy. Tàu lao, tàu lao. Ứng tiền phải không? Dạ đúng rồi. Lấy 50 triệu. Ê! Cái gì? Bậy bạ. Ông xúc phạm vừa hơi nha ông. Ứng tiền đây là ứng 50-70, tối nay nhậu được rồi. Đưa 50 triệu nhậu sao hết. Tụi con mừng nghệ thuật vì yêu nghề, chứ phải làm vì tiền đâu mà bán đứng cho con như vậy. Đúng. Mày không nhớ gì chứ trời. Mày qua đây, mày nghe lời tao, mày qua đây, qua đây. Đưa 50 triệu uống sao gan. Đám cưới bao vui. Ừ. Là cái mật khẩu, mật hiệu rồi hiểu không? Qua đây lấy tiền nhậu đồ đúng không? Ừ. Chụp kiếm đưa mượn cái tay. Mày nhớ mày phải làm như thiệt nghe không? Ừ. Nói rồi, mày phải làm như thiệt. Ông cha con ơi! Con cướp con ơi! Phải làm như thiệt. Tiếng mượn máy, tiếng mượn máy. Trời ơi! Cướp con ơi! Đưa nó 50 triệu nữa ơi! Có gì ăn tiếng nữa lấy nội không? Mày như thiệt vô mày lấy mày thì con dao mày nhậu chậm. Ôi cha! Chết rồi con ơi! Mua nó 50 triệu nó giết nội chết rồi. Tiền! Giết rồi chết con ơi! Chết rồi rồi con ơi, đưa nó 50 triệu con ơi. Trời ơi, đừng dí theo con ơi, đừng dí theo. Đừng dí theo. Trời ơi, nó có sao không nội? Dạ ơi. Của đi thay người, của đi thay người. Của đi thay người, của đi thay người. Của đi rồi sao người chưa đi hả cha? Ê mày muốn tao đi lắm hả mày? Cha ơi, cha có sao không vậy cha? Dạ đúng rồi nội, có sao không nội? Không sao hết, cái gì cũng vậy, của đi thay người. Dạ. Đưa nội vô bệnh viện. Dạ. Mày đưa cái thận của nội coi nè, coi người ta có khâu vô được không. Dạ. Trời ơi. Nội ơi nội. Xong rồi, của đi người cũng sắp sửa đi rồi. Rồi sao vậy thím ơi? Cái thận ra ngoài rồi. Tao đang cần thím? Cái thận nè. Cái thận nè. Thím tự tin quá vậy. Cái này là cái tách. Trời ơi cha, cái tách với cái thận mà sao cha không phân biệt được đâu là tách đâu là thận hả cha? Cướp nó làm rối quá, cái cha lộn quá. Trời cái ơi. Cha ở đây cha, con đi báo công an. Đừng báo công an, ngày mai nhà mình có cưới có hỷ rồi con hiểu không? Tất cả bình tĩnh. Tất
tất cả bình tĩnh. Bình tĩnh có nghĩa là người ta bắt ăn cướp lấy tiền lại cho mình rồi. Công an tự bắt lại rồi. Đi ra lấy tiền bắt rồi. Cướp đây. Hoang mang quá vậy nè. Hỏi tất cả những người trong cái nhà này à, nghe cướp nói đây. Dạ. Nhớ mật khẩu chưa? Ừ. Để có cái đám cưới phải có bao cao su. Để đám cưới được bao vui thì nhà này phải ói ra 50 triệu. Hả? Còn nếu không thì sẽ bị bao đầm. Hai anh ăn cướp đẹp trai. Tổ ra làm cái gì, người ta mệt tiêu lắm. Cứ gom lại một tổ một ăn cướp đi. Cái gì đâu mà mới tổ một, mới vừa lấy 50 triệu, bây giờ tổ hai vô nữa. Trời ơi, tiền đâu mà đưa. Hỡi con mẹ áo xanh két kìa. Mẹ này là mày đó. Còn nói tiếng nữa, bà sẽ là người bị tôi đâm trước đó. Mày tin tôi đâm mày trước không? Ủa sao vậy? Con nhỏ đó vợ tao mà. Ủa vậy con nhỏ áo bông cam là vợ con? Áo đỏ bông đi. Rồi. Hỡi lâu già, áo dạ, đỏ bông kìa. Dạ khoan, khoan. Xin đừng bắt cha con đi làm gái. Xin đừng bắt cha con đi làm gái. Tao ta chưa bao giờ dám mơ vậy luôn á con. Dạ. Giấc mơ mày tàn ác quá vậy. Không cần nói nhiều nữa. Ở ra đây 50 triệu. Còn nếu không thì sẽ bị tao đâm. 50 triệu đâu ra mà đi. Không thôi, qua đi. Quýnh không nói nhiều nữa. Quýnh như thiệt rồi. Quýnh như thiệt. Người mình không? Người nhà không? Người nhà không? Là ông hả? Ừ. Người nhà không hả? Mình hả? Trời ơi, mình sao chết rồi. Ông nội ơi, ông nội có sao không? Nó nói câu phe ta mà đã quánh như con không đẻ. Trời ơi, chết rồi. Con phải công nhận là ông nội chịu đòn hay thiệt. Như thật. Hai thằng ăn cướp là hai người nhà của mình. Ê, tụi bay chơi gì tụi bay chơi cha tao vậy tụi bay? Thôi được không? Thôi bây giờ nghe tao nói thiệt nha. Trời ơi, cái chuyện này tao bây giờ tới giờ phút này tao không giấu gì nữa hết trơn á. Chuyện cướp này á, hai đứa bay hỏi chồng tụi bay đó. Dạ. Vậy là thua hả nội? Thua. Ủa nội vậy làm sao nội? Dạ. Tự nhiên hai chồng con đúng rồi. Chồng con với chồng Thiếm đi vô cướp là sao nội? Kìa, chuyện là sao? Tại sao hai người phải giả làm ăn cướp? Rủi con ngu con đưa tiền thiện thì sao? Thôi mày nín. Hai đứa bay cái gì cũng cứ rần hoài à. Không hiểu thì phải hỏi chứ. Thì bây giờ từ đi nghe đây nè. Đó, bây giờ chồng tụi bay, chồng hai đứa bay là cướp đó. Còn gì sao làm cướp đó thì để hai đứa đó giải thích. Ủa vậy là số tiền nãy còn hả nội? Thì mày nghe rồi giải thích. Dạ. Mọi người trong nhà chờ đội tụi con họp tổ một cái. Rồi tụi con câu trả lời. Mình qua bên kia mình họp tổ đi chú. Chú. Sao? Bây giờ ngày cũng hết rồi. Ừ. Tới nước này chắc con phải khai thiệt với vợ con. Chứ giấu hoài nó biết được nó cũng đốt cái nhà thôi. Mày im đi. Mày còn trẻ, tương lai còn dài. Chuyện này để chú gánh cho. Chú chờ con một tí. Rồi sao đây cục vàng? Thưa mọi người trong cái nhà này. Dạ. Chuẩn bị nghe một sự thật phũ phàng. Dạ. Người nói ra sự thật này chính là chú. Chồng tôi. Chú kìa Thiếm ơi. Chú. Con mời chú qua đây gánh đôi nước giùm con. Đó, mày nghe chồng mày nói. Mày nghe chú mày nói. Dạ. Dạ thưa mình.
chuyện xảy ra có sự gì sao mà hai chú cháu anh làm cướp? Tất cả đều là do. Do gì? Thím lấy sầu riêng cạo đầu chú đó để chú gánh. Chuyện xảy ra có sự như thế này tất cả đều là do. Do ai hả chú? Thì mày nghe nó nói. Do cha hết. Cướp mà đúng không cha? Cha kêu tụi con giả làm cướp mà cha. Đó, đó kêu tụi con giả cướp mà. Con đâu có ý gì đâu trong chuyện này đâu. Sao lại làm như vậy? Tại sao cha làm như vậy? Tại sao hai đứa bay lại làm như vậy? Tại vì cha kêu tụi con giả cướp. Ở tao cứu bồ mà cuối cùng bây giờ tụi bay chơi bắn đứng tao vậy? Nhưng mà cuối cùng là sao? Cuối cùng chỉ là giả là giỡn thôi đúng không? Nhưng mà tao nói nghe cái câu chuyện này, cuối cùng cái người có lỗi đó là hai đứa bay. Vậy? Sao vậy? Sao lại là con? Bởi vì chồng tụi bay muốn xin tiền tụi bay mua cái xe, phải không? Tại vì tụi bay không cho á. Chính vì tụi bay không cho nên tao mới bày vô ra cái kế này để mà cướp lấy tiền. Đúng không? Là lỗi là do hai đứa bay. Bây giờ con không cần biết là lấy tiền để làm cái gì. Nhưng vấn đề 50 triệu hồi nãy là vẫn còn đúng không nội? Đúng rồi, đông kịch rồi thôi. Đã nói với nhau 50 triệu thôi, đúng không? Chi mà mày xúi hai đứa kia vô lấy 50 triệu rồi giờ tới hai đứa bay vô nữa lấy 50 triệu thành 100 triệu. Tụi bay sao mà tụi bay tham quá thể. Cha con mới vô lần đầu hồi nãy có vô hồi nào đâu. Ủa xuống hai đứa muốn nói cái gì? Là tao nói lại nè, có phải cái mật khẩu mình là đám cưới bao vui không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Nãy có hai thằng vô rồi nó tới tiền phải không? Dạ đúng. Hai thằng vô nó nói mật khẩu đám cưới bao vui. Tao chờ từ sớm, tao chờ quá sốt ruột quá mà tao không thấy hai đứa bay. Đúng rồi. Tao sợ tụi bay chơi chắc cú hơn là nhờ hai đứa khác. Không, cha. Chuyện này chỉ có ba đứa mình biết thôi. Không, có ba người mình biết thôi. Không, hồi nãy em với Thiếm là còn đưa đúng không Thiếm? Đưa tiền cho nó mà. Vậy là mất 50 triệu. Vậy là đưa 50 triệu rồi. Đưa 50 triệu rồi. Bị cướp thiệt ha. Cướp thiệt. Trời ơi. Trời ơi là trời. Thì đứng lên. Đứng lên, thằng kia đứng lên. Dạ sao? Dạ sao? Mắc gì mày khóc? 50 triệu mà. Mắc gì mày khóc? 50 triệu. 50 triệu đó của ta. Trời ơi, sao có vàng bạc rồi phải không? Cô làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì tiền thôi đúng không? Vì cái này thôi đúng không? Đưa cô đó. Đi cô, đi đừng quay lại đây nữa. Đi anh đưa cái gì cho cô Thủy vậy? Anh đưa cái gì? Anh đưa vàng cưới cho cô Thủy đúng không? Bưởi ơi, em không hiểu anh nghĩ cái gì trong đầu luôn đó anh Chanh. Em nghe nói đi Bưởi. Vàng cưới là thứ đó tùy tiện đưa cho người khác hả? Nhưng mà nếu anh không đưa cho cổ thì gia đình này tan nát hết, em hiểu không Bưởi ơi? Ngày mai là đám cưới của em với anh. Anh đưa vàng cưới cho cổ thì không có tan nát hả? Em nghe nói đi Bưởi. Năm nay mà không đám cưới được, năm sau mình đám cưới nha. Anh nói gì vậy? Năm sau mình đám cưới nha. Đám cưới em là con gái đó. Đám cưới chỉ có một lần trong đời thôi. Mà anh nói là năm nay đám cưới không được, năm sau đám cưới thôi. Rồi mặt mũi em để đâu? Mặt mũi ba mẹ em để đâu? Mặt mũi dòng họ em để đâu? Còn gia đình anh nữa. Anh nói cái gì vậy anh Chanh? Em tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Em không
muốn nói chuyện với anh nữa. Em sẽ đi tìm ông nội. Bưởi, Bưởi ơi. Anh buông em ra. Bưởi, Bưởi. Trời ơi, tôi có lỗi gì chứ? Khóc lóc cái gì? Cái gia đình này nè, có bao giờ dạy con cái vậy đâu, hả? Nam nhi đại trượng phu, dám làm, dám nhận, hả? Làm cái gì phải chịu cái đó? Bây giờ nói đi, ai làm cho con ra nông nỗi này? Nói, ai? Mình, lỗi do mình, chú ơi. Cái chuyện này là lỗi do con với chú, mà la thấy ghê luôn. Tôi thấy nó khóc tội quá, định hỏi thôi mà. Trong một ngày mà thay gần 4-5 bộ đồ. Ai cho người ta biết là mình không có thiếu nợ. Sợ chú luôn. Chanh, em ngồi dậy đi. Nghe em hỏi nè, tại sao em không nói thẳng với con Bưởi là chuyện này lỗi do anh hai với do chú Út? Không cần đâu nay ơi. Tại sao? Nếu em không nói á, tại hiểu lầm rồi đám cưới em tan vỡ thì sao? Ngày mai sẽ không có cái đám cưới nào ở nhà này nữa hết. Là sao? Em sẽ đi. Em sẽ đi để mọi người được vui vẻ hạnh phúc. Mày đi đâu? Anh kệ em đi. Mày đứng đó. Chú Út, hồi nãy giờ chú nghe rồi đó. Ừ. Thằng em con nó định ngày mai bỏ xứ đi đó. Chú nói gì đi. Lỗi này là do con với chú đó. Chú không nói một tiếng nào hết hả chú? Mình sai quá, nói gì nữa con. Chú không nói, vậy để con. Chanh, em đi bảo trọng nha. Nó là em ruột của mày đó. Mày nói năng như vậy sao? Bây giờ con biết nói cái gì hả chú? Bước qua bên đây đi. Làm anh mà chẳng ra đáng làm anh xíu nào cả. Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Để gì thấy chuyện của chú nghe. Vậy thôi đó hả? Vậy đó hả? Nó dài hơn mày một khúc con thấy hả? Trời ơi, chú ơi là chú. Em đi được chưa? Đứng đó. Chạy. Ngồi xuống. Ngồi đây. Bây giờ thế này, nếu chú không dám nhận, anh hai sẽ nhận. Được chưa? Mày đi ha. Còn nói luôn, bây giờ hết ngày hết giờ rồi, không có tiền để mà đưa cho con cô Thủy đâu. Cho nên bây giờ trước sập mai cai, nếu chú không dám nhận, con nhận chuyện này. Mày im đi. Sao nữa? Mày còn trẻ, tương lai còn dài. Chuyện này để chú gánh cho. Gánh rồi hả? Ở trong nhà này ai chú cũng nói là chú đổ thừa hết trơn trời. Cứ là gánh mà cuối cùng quay qua chỉ người này hết người kia. Chú nói rồi, kỳ này để chú gánh. Giờ chắc không? Chắc. Con tin chú đó nha. Kêu người ta ra chú nói chuyện cho. Lần này chú đừng để con thất vọng à. Được. Được. Em nghe rồi đó. Bây giờ em cứ ngồi ở đây, chú sẽ gánh chuyện này. Rồi, mọi người ra kìa. Em ngồi xuống đây đi. Bưởi, em ngồi xuống. Dạ. Con mời thím. Mời vợ. Thím ngồi đi. Hãy nghe một sự thật phũ phàng. Sự thật đó sẽ là do miệng của chú nói ra. Chú, lần này là nguyên một cái giếng đó chú. Chú qua chú gánh về đi. Mình à. Tất cả mọi chuyện cô Thủy từ Sài Gòn về đây đổ bể ra lung tung thứ chuyện này. Tất cả những chuyện này đều là do... Do ai? Bên này nha. Con tin chú. Tất cả những chuyện này đều là do... Chú à, chú hãy tin rằng ở phía sau chú không còn ai đâu.
chú đừng nhìn người phía sau chú. Tất cả mọi người đều phía trước chú rồi đó. Chú nói đi. Tất cả sự việc này đều là do... Do ai chú? Do tôi đó. Tôi làm đó. Tôi làm đó. Tôi làm đó. Mọi người có tin không? Em không tin. Bởi vì sao? Chồng em là một đấng anh quân. Chồng em là người đàn ông mẫu mực. Chồng em là một người đàn ông tốt. Em không tin. Không tin. Không tin. Không tin. Sống tốt quá mà. Chú đâu muốn vậy đâu con. Thế là đã giải quyết xong việc rồi đó hả? Con nói thật với chú, không ai mà nhận tội mà cái mặt không có hồn có vía gì hết trơn trời. Nếu chú không dám nói, con sẽ nói. Vợ. Dạ. Anh mời vợ ra phía trước. Thật ra chuyện của cô Thủy bán bia ôm. Mình đừng nói nữa, mình đừng bao giờ nói nữa. Em không bao giờ tin đâu, em không bao giờ tin. Mình tội cho thằng Canh đúng không? Mình đối với em là một đấng anh quân. Một đấng anh quân. Một đấng anh quân. Canh, em hiểu được số phận của em như thế nào rồi đó. Đừng có cản em nữa nha. Cô Thủy, cô buông cái tay cô ra. Cô làm cái gì vậy hả? Bỏ tay cô ra. Cái gì vậy cô Thủy? Cô dám hiếp dâm cha tôi hả? Cái gì vậy? Cô đi ra đây. Cô đi ra đây. Đó, cô làm gì vậy hả cô Thủy? Hả? Làm gì vậy? Đó, đó, cô đứng đây. Đó, cô làm cái gì? Ông nội. Ông nội. Gì con? Ông mới nắm tay cô ấy à? Ờ. Nhớ bo cho đàng hoàng nhé. Tao khó đầu mày à. Cô Thủy, cô giải thích cho rõ tại sao cái hộp nữ trang này lại trong tay của cô. Cô nói đi. Thì sao? Cái này là có người đưa cho con. Hộp này là hộp nữ trang đám cưới ngày mai. Ai đưa cho cô được? Đúng rồi anh nội. Cô thấy anh Chanh đưa cho cô Thủy rõ ràng mà. Được. Bởi là dạ. Sao? Chuyện gì vậy con? Trời đất. Kìa Chanh. Tại sao tôi đưa cho cô rồi cô không đi? Đi cô ở đây làm chi vậy hả? Tôi định quay lại là định trả lại cái này. Có chuyện muốn nói với anh nữa nè. Cái gì? Anh làm tôi rối quá. Tôi định gửi lại cho anh đó. Chuyện này là sao hả con? Dạ cô thưa nội. Nội hãy để cục vàng giải quyết. Con nói rõ cho nội nghe chứ càng ngày nội càng rối. Nội không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra trong gia đình này đây nè. Ủa chuyện gì vậy? Gì vậy? Dạ thưa nội, trong chuyện này tất cả đều là... Chuyện gì mình? Là do... Do ai? Do con! Do con hết đó nội! Con nói tất cả mọi chuyện này là đều là do con hả Chanh? Dạ. Do con là do làm sao con nói cho nội nghe rõ ràng. Nội ơi! Con với cô Thủy này... yêu nhau... con lỡ làm cho cô có bầu. Trời đất. Thôi con bỏ cô. Con lấy bưởi. Bây giờ cô trả thù con nữa nội ơi. Trời ơi Chanh ơi, con nói cái chuyện gì mà bất nhân vậy con? Hả? Mày biết mày đang nói cái gì không hả con? Bao nhiêu cái gương trong nhà này có thể để cho mày dòm mà. Nội một đời nuôi con nuôi cháu, mày nhìn qua nhìn lại, mày học chú của mày kìa. Chú của mày bước ra đường không bao giờ nhìn bất cứ một đứa con gái nào. Trong mắt vợ nó là một đấng anh quân. Còn mày nói mà sao quá, mày nhìn anh mày đây nè. Anh mày cũng đồng trang lứa với mày mà tại sao anh mày đàng hoàng như vậy? Còn mày có ăn có học? Mày làm ra cái chuyện nông nổi làm cho người ta có thai có bầu như vậy. Gia đình này thà là phải có cho đàng hoàng. Còn có cái thứ này giặt đầu chết mẹ nó đi. Đi. Nói. Rồi Chanh. 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 Đứng đó. Vậy. Đi vô.
Sao chú? Chú dám luôn đó hả? Chuyện đến nước này rồi, mày còn trẻ, tương lai còn dài. Rồi hai chú cháu mày quỳ đây cái chuyện gì nữa? Sao vậy? Chưa đủ hả? Dạ cha, con có chuyện này muốn bẩm với cha. Mày có chuyện gì mày bẩm luôn một lần đi. Dạ. Chú ơi, lần đầu tiên con thấy chú bản lĩnh đó. Để chú gánh. Lần này con tin chú. Dạ thưa cha, cha cũng biết rồi đó. Nhà mình từ đó đến giờ sống dựa tất cả vào bằng nghề trái cây của mình. Từ hồi nhỏ, cha đã đưa con đi lên Sài Gòn buôn bán trái cây, bỏ mố trái cây. Từ ngày qua ngày, cha càng ngày càng già yếu, con được càng ngày càng lớn lên. Sau đó cha không còn đi được nữa, và con mới dắt thằng Quýt thì theo để cho nó chỉ bảo nghề nghiệp cho nó. Một hôm nó mới nói với con rằng: chú ơi, chú có ăn bưởi không? Con mới thấy là ủa, nhà mình cũng có bưởi mà con. Nó nói không, bưởi ở đây không phải bưởi da xanh mà bưởi da trắng chú à. Con nghe cũng hay hay, con muốn đi xem coi lỡ như khi mình có một cái loại giống mới thì sao. Con mới đi theo nó. Tới nơi rồi, con không thấy vườn cái cây đâu. Nó dắt con vô cái cà phê mờ mờ ảo ảo. Con cũng vô theo, con hỏi rằng: Quýt ơi, bưởi đâu? Nó đưa cô gái đuôi cho con, nó dúi mặt con vào. Cô ta nó kêu: bưởi nè, ăn đi. Và con ăn lấy ăn để không cha. Và con không biết gì, tất cả dòng quýt hết cha. Trời ơi, không tin luôn. Tới giờ chót mà cũng bán cái được luôn đó hả? Con tưởng chuyện này chú gánh, ai ngờ cuối cùng tất cả con gánh luôn. Sợ chú lắm rồi. Thôi được, đến lúc này thì con cũng phải nói thật luôn. Dạ thưa nội, từ nãy giờ chắc nội nghe mọi chuyện chú nói chắc cũng tận tình đã rõ ràng. Vậy nội có thèm không? À không, ý con nói là chắc nội cũng hiểu đó là quán biết ơn. Con với chú Út lên Sài Gòn bỏ mối trái cây, rồi hai chú cháu mới chui vô quán biết ơn, gặp cái cô Thủy này. Ai về cô Thủy? Dạ thưa bác, thưa mọi người, đúng như lời anh đây nói, con biết là hai anh có tiền và sợ vợ, cho nên là con xuống đây tống tiền hai anh. Nhưng mà con không ngờ vì con mà mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Bây giờ con cảm thấy có lỗi lắm, con xin lỗi. Hay quá ha, biết ơn ha, biết ơn ha. Tôi cháu biết ơn nghe chưa? Hay quá ha, biết ơn ha, biết ơn nè. Ông hay nè, ông hay nè. Hay quá ha. Ông nội, ông nội bây giờ ông nội là ông nội đó. Ông nội xử sao cho thành ông nội đi. Chứ trước giờ là tao cháu mày hả? Tao bây giờ không nói ra. Cha là cha, bây giờ cha xử sao cho tao mặt làm cha đi. Chưa đó giờ mày coi tao con mày hả? Bớt lại đi. Để đó tao lo, tao xử cho. Anh Trinh, em xin lỗi vì ông tin tưởng anh. Anh đâu có giận em đâu. Rồi xong chưa? Nghe nội hỏi nè. Dạ. Bị thương bay rồi. Nãy nội nóng quá, nội quánh vậy rồi bay có đau không? Trời ơi, cây mà đánh hỏi người ta có đau không? Mày bớt. Không sao đâu nội. Sau khi nội quậy tanh bành tét bét ra rồi nội cũng biết xin lỗi con. Tha lỗi cho nội đó. Anh Chanh, tôi có chuyện muốn nói với anh. Hả? À? Ôi chà, cái gì vậy hả? Xe xém đạp trúng tay mình đó. Thả thính hả? Hả? Nằm im đó. Tôi thật ra là tôi quay lại là muốn trả cái hộp nữ trang này lại cho anh. Tôi thật sự muốn là làm lại cuộc đời, nhưng mà bây giờ tại tôi mà chuyện của anh mới thành ra như vậy nè. Tôi sẽ đi đầu thú, bây giờ tôi trả cho anh trước nè. Tôi xin lỗi nha.
ở đây không có chuyện gì của tôi nữa rồi. Thôi tôi đi đi. Phương Thủy, tôi đợi tí nè. Thôi ơi. Cái gì con? Con tính vậy, ngày mai đám cưới của con á, được bao nhiêu tiền mừng con lấy con cho cô Thủy này mượn, để cô làm lại cuộc đời được không nội? Nội ơi, nội khỏi suy nghĩ, con thấy ý kiến này hay quá nội ơi, hay lắm á. Con chỉ sợ ngày mai vô cái mùa mưa không ai tới dự, không có tiền mừng cưới. Không yên hả? Mày sợ con chừng ngày mai bạn mà vô bệnh viện thăm mày. Không, rồi, không. Tôi không có lấy đâu, tôi cảm ơn. Nè cô anh, Thủy, tôi... nghe tôi nói. Nội nói như vậy, thôi. Con tính vậy cũng biết suy tính, cũng biết nghĩ cho mọi người. Còn cái chuyện mà ngày mai mà tiền mừng, tiền đám cưới đó, thì cái đó là trước sau cũng là cho hai vợ chồng con. Hả? À, con hỏi một tiếng vậy à nội vui, con tôn trọng nội. Mà quan trọng nữa hỏi ý kiến con bữa vợ con nó có chịu hay không. Hai vợ chồng đồng lòng rồi á thì sao cũng được, nội không cấm cản, nghe không? Dạ. Còn cô Thủy, thôi, tới từng tuổi này tôi cũng không biết gì nhiều, nhưng mà thôi chỉ nói cô một câu vậy thôi. Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lợi hết á. Thí dụ như mà cô biết cô thay đổi mình sai vậy rồi thì thôi, mọi người cũng ủng hộ cô chứ không gọi là xa lánh cô làm chi. Rồi mong mà cô chí thú làm ăn lại thôi, nghe. Dạ. À, rồi thôi tôi... tới đây rồi, ngày mai nhớ vẫn ở lại đây với tôi, không có đi đâu hết, ăn đám cưới luôn cho nó vui, nghe. Cha tôi đã nói rồi, tôi biết tính cha tôi mà, quyết sao là y vậy thôi. Cha tôi nói vậy thì cô cứ nhận cái tiền đi, cô đừng có ngại chứ á. Còn nếu cô ngại cô coi như hồi nãy cha tôi nắm tay rồi bỏ cô vậy thôi. Bỏ đâu, bỏ đâu. Trời đất ơi à. Ai thằng bay à nghe, chưa xử à. Thôi, quên, đứng lên đi. Hai thằng đứng lên. Rồi, phải xử chứ nè. Tha thứ hả cha? Đứng lên. Dạ, cảm ơn cha. Nãy giờ tôi nói cái câu đứng lên chưa hề nói câu tha thứ. Hiểu không? Ủa. Cái lỗi là vẫn còn nằm ở đó. Nhưng bây giờ là ngày giờ là mình sắp tới rồi mà chưa lo gì trong nhà hết. Á, à, bây giờ lo trang hoàng đồ trong nhà. Còn xong cái tiệc đám cưới đi, hai ông đó hang tôi treo lên mà tôi quánh như hồi nhỏ, tôi cho ổ kiến lửa tôi thui chứ ở đó. Dạ, bây giờ người tay chân dọn dẹp bàn ghế kê đồ lại, văn đèn kết qua tới đúng tới giờ cái mình làm lễ gia tiên, ngày mai còn làm đám cưới nghe không? Dạ.